đại quân hướng Hoàng Long phong bên kia áp đi, Giang giật đồng thời phái ra mấy vạn con tiểu cỗ quân đội, bắt đầu ở phương viên ngàn vạn dặm loạn chuyển, thanh lý địch nhân ẩn núp trinh sát, đồng thời nhiễu loạn đối phương chủ soái phán đoán. Loại này tiểu chiến thuật hắn vận dụng đến như hỏa ngây thơ, hắn tự tin thời gian ngắn đối phương căn bản là không có cách xem thấu phía bên mình bố trí. Trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là quân đội, phụ cận mấy trăm cái sơn lĩnh đều là giang giật quân đội, rất nhiều ẩn núp trinh sát bị từng lần một thanh lý, đông vực liên quân bên kia triệt để không hiểu rõ giang giật đang làm gì. Long ngạo, người dẫn đầu trăm vạn quân đội, diệt cho ta Hoàng Long Phong 50 vạn quân đội. Hạn Bạt Vương, người dẫn theo lĩnh 100 vạn đại quân đi bên trái áp trận. Thiên Bằng Vương, người dẫn theo trăm vạn đại quân đi bên phải. Giống như địch nhân muốn chạy trốn, Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương, các người lập tức xuất đại quân vây kín, cần phải đem đối phương 50 vạn quân đội toàn bộ lưu lại. Đến Hoàng Long Phong phía dưới, Giang giật lập tức để bạo long tộc nhị trưởng lão long ngạo mang binh xuất chiến, lần này hắn thậm chí đều không có đi quan chiến. Hắn tin tưởng vững chắc cái này 50 vạn người đồng dạng là mồi nhử, coi như phụ cận có đại quân phục kích, kỳ thật cũng là vì tiếp ứng đào tàu quân đội thôi. Đã như vậy, hắn có cái gì tốt khách khí, trực tiếp đem toàn bộ mồi nhử nuốt vào. Đối phương nghĩ dẫn dụ hắn tiến vào vòng vây, tiến vào cả bẫy, hắn liền đem kế tựu kế trước tiên đem đối phương mồi nhử toàn bộ nuốt vào, làm cho đối phương thịt đau một trận lại nói. Cắt cắt chương 1780, Phượng Nghê, câu Trần Thành, lần này đông vực liên quân tổng bộ ngay tại cái này, ba vị đại đế sứ giả đồng dạng tại cái này, đông vực sở hữu liên quân chủ lực đồng dạng tại phụ cận, bất quá bị một loại thần kỳ bảo vật cho đã ẩn núp đi, giống như bên trong thung lũng kia xương trắng. Lần này đông vực vạn tộc liên hợp rất triệt để, trong đó có câu Trần Vương công lao, có giang giật bên này áp lực, hai vị đại đế sứ giả ra rất đại lực. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, tới bên này một cái mới thống soái một cái để vạn tộc vui lòng phục tùng, không thể không phục thống soái. Cái này thống soái là thiên phượng đại đế bên này mới sứ giả, tại cái này thống soái sau khi xuất hiện, mặt khác hai cái đại đế sứ giả không có nửa điểm trần chờ, toàn bộ cam tâm tình nguyện đem thống soái quyền giao cho nàng. Cái này thống soái là một nữ tử, một cái thân phận phi thường tôn quý nữ tử, thiên phượng đại đế gia tiểu công chúa, một cái danh mãn thiên yêu giới, để thần nghe đại đế cùng hỏa hồ đại đế đều rất là yêu thích bội phục kỳ nữ. Nàng gọi phượng nghe, Giờ phút này câu trần thành bên trong một cái xa hoa đại điện bên trong, câu trần vương cùng mặt khác hai cái đại đế sứ giả ở trong đại điện an thỏa Lần trước thần nghe đại đế sứ giả bị bạo long vương cho xé, lần này lại phái một cái mới sứ giả tới, cũng là một tên ngụy đế cấp thần nghe tộc trưởng lão, hỏa hồ đại đế bên này đương nhiên cũng là hỏa hồ tộc trưởng lão. Chính thủ vị phía trên thì ngồi một tên tuổi trẻ nữ tử, một cái có như thủy ngân xinh đẹp tóc bạc nữ tử, trên người nàng cũng không có khí thức cường đại, bất quá câu Trần Vương cùng hai vị trưởng lão cũng không dám khinh thường. Bởi vì cái này thiên phượng tộc tiểu công chúa Phượng Nghê, tại ba năm trước đây đã đột phá ngụy đế cấp, thiên tư tại toàn bộ thiên yêu giới là cấp cao nhất. Thiên phượng đại đế lần này đem tiểu công chúa Phượng Nghê cho phái ra, biểu lộ đối đông vực bên này thế cục coi trọng. Đương nhiên cũng có để tiểu công chúa tới mở ra tài năng cơ hội. Bởi vì so sánh kinh khủng thiên tư, cái này tiểu công chúa càng biến thái chính là thông thiên trí lực. Có thiên phượng đại đế tại Nam vực không loạn lên nổi, Nam vực có rất ít đại chiến, cho dù có chủng tộc ở giữa có ma sát, thiên phượng đại đế phái cái sứ giả đi điều đình thoáng cái liền có thể lắng lại. Sở dĩ cái này tiểu công chúa phượng nghe biến thái trí lực, ngay từ đầu cũng không bị ngoại giới biết được. Tại 5 năm trước hỏa hồ đại đế khống chế Tây vực cùng Nam vực bên này một cái đại tộc xuất hiện ma sát, bạo phát đại chiến, lúc này mới cho Phượng Nghê hiển lộ nàng kinh người mưu lược cùng trí tuệ. Phượng Nghê độc thân đi cái kia đại tộc, mang binh sát nhập vào Tây vực, vẻn vẹn bằng vào trăm vạn đại quân, lại liên tục diệt tây vực bên kia mấy trăm vạn quân đội, còn diệt mấy cái đại tộc, cuối cùng nhẹ nhóm công thành lui thân. Trận chiến kia sau phượng Nghê nhất minh kinh nhân A, tây vực mặt mũi mất hết. Hỏa hồ đại đế mặt mũi nhịn không được rồi, cho rằng bị thiên phượng đại đế so không bằng, hắn phái ra chính mình một cái mưu lược tối cường hoàng tử mang binh xuất chiến, sát nhập vào nam vực. Kết quả 500 vạn đại quân một đi không trở lại, mà phượng nghe vẻn vẹn điều tập 200 vạn quân đội, đem đối phương 500 vạn quân đội toàn bộ lưu lại không sao, cuối cùng đem Hỏa Hồ Đại đế ra vương tử bắt lại, đằng sau tự mình đưa về Hỏa Hồ thành, đem Hỏa Hồ Đại đế tức giận đến kém chút không có tại chỗ giết cái này hoàng tử. Việc này vẫn chưa xong, thần nghe đại đế bên kia mấy cái hoàng tử nghe nói về sau, trong lòng trực dương dương, bình thường đều không có cơ hội để bọn hắn làm náo động. Lần này ba vị đại đế ngầm đồng ý phía dưới, có thể quy mô nhỏ tranh tài một trận chiến, dù sao chết mấy trăm vạn quân đội, đối với Tây vực, Nam vực, Bắc vực cũng không tính là cái gì lập tức thần nghe tộc hai cái hoàng tử mang theo mấy trăm vạn quân đội đi Tây Vực, liên hợp hỏa hồ đại đế bên này một cái công chúa đi ra binh, liên thủ đối phó Phượng Nghê. Ba cái đại quân cộng lại 800 vạn quân đội, Phượng Nghê chỉ là tập kết 400 vạn quân đội, nhẹ nhõm đem ba con quân đội cho đánh tan, cuối cùng còn đem hai cái hoàng tử cùng một cái công chúa toàn bộ bắt được, đưa về hỏa hồ thành. Trận chiến kia sau Phượng Nghê danh chấn thiên yêu giới, trở thành thiên yêu giới vô số đại tộc hoàng tử trong lòng nữ thần. Đáng tiếc trận chiến kia sau Phượng Nghê tiểu Hồi trở lại Thiên Phượng Thành, về sau một mực mai danh ẩn tích, không còn có ra các tộc tầm mắt bên trong, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều quên nàng tồn tại. Lần này Phượng Nghê đột nhiên rời núi bí mật đã tới đông vực, câu Trần Vương kích động không thôi, tựa như thấy được cứu tinh, hắn lập tức vô điều kiện đem câu Trần tộc quân đội quyền chỉ huy cho Phượng Nghê, lúc này mới có nửa năm trước kia xinh đẹp một trận chiến. Phượng Nghê để câu Trần Vương đem hai vị đại đế sứ giả cùng đông vực vạn tộc tộc trưởng triệu tập tới, bằng vào thân phận cao quý cùng cao thượng uy vọng, thoáng cái tự chỉnh hợp toàn bộ đông vực tất cả lực lượng. Tại chỉnh hợp quá trình bên trong, Phượng Nghê mánh khóe cùng thủ đoạn, cũng làm cho câu Trần Vương vui lòng phục tùng. Muốn chỉnh hợp đông vực hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản, vạn tộc cũng không có lực hướng tâm, không có như thế đoàn kết. Lần này các tộc đại quân điều động tới, chỉnh hợp cùng một chỗ, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nội loạn, theo cái này có thể thấy được Phượng Nghê năng lực. Sở dĩ, giờ phút này câu Trần Vương nhìn xem Phượng Nghi ánh mắt càng thêm cung kính mấy phần, về sau hắn có thể hay không trở thành đông vực vương, liền muốn xem cái này tiểu công chúa. Báo, bên ngoài vang lên một đạo tiếng truyền báo, câu Trần Vương thu hồi suy nghĩ, hướng tiểu công chúa chắp tay, thối lui ra khỏi bên ngoài. Không có qua quá lâu, hắn đi đến sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn chỉ vào treo ở trên cung điện một bức cự đại mà đồ bẩm báo nói, công chúa, hai vị đại nhân, Hoàng Long phong quân đội toàn bộ bị thanh linh bộ hạ cũ cho nuốt vào, lần này đối phương xuất động 300 vạn quân đội, chúng ta bên kia mai phục quân đội không cách nào tiếp ứng, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Còn có chúng ta ở bên kia ẩn núp trinh sát bị dọn dẹp hơn phân nửa, cái kia cửu đại nhân phái ra trăm vạn đại quân, chia mấy ngàn cỗ, bên kia khắp nơi đều quân đội, chúng ta bên này căn bản là không có cách trưởng khống bọn hắn quân đội hành tung. Phượng Nghê bưng một ly trà thản nhiên uống vào cũng không ngừng đầu lên, thậm chí lông mi đều không có run run tựa hồ không có nghe được hai cái sứ giả sắc mặt hơi đổi nhìn chằm chằm địa đồ nhìn mấy lần hỏa hồ sứ giả nói ra nghe công chúa đối phương chơi trò gì đối phương vì sao đột nhiên dám thoáng cái nuốt vào chúng ta mồi hắn không sợ chúng ta phục kích sao chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ tiếp tục ném mồi nhử thần nghe sứ giả có mấy cây tròm dâu dê hắn sờ lên dâu ria sắc mặt biến đến ngưng trọng mấy phần trầm giọng nói ra một lần mấy chục vạn cái này tiếp tục ném mồi nhử xuống dưới chờ bọn hắn đại quân đến chúng ta mai phục địa điểm, sợ là đại quân chúng ta đều còn lại không có bao nhiêu, đến lúc đó còn thế nào chiến. Ba vị đại đế không thể làm công khai liên quan đông vực nội chính, tự nhiên cũng sẽ không thể phái binh tham chiến. Đông vực vạn tộc quân đội giống như đều bị diệt, coi như phượng nghê có thông thiên mưu kế cũng vô binh có thể dùng. Đến lúc đó đông vực sẽ bị thanh linh bộ hạ cũ khống chế, ba vị đại đế thế lực chỉ có thể rời khỏi đông vực. Có chút ý tứ, phượng nghê cuối cùng mở miệng, Nàng lông Nghi thật dài có chút run rẩy thoáng cái, lộ ra một đôi tròng mắt màu bạc, khóe miệng nàng câu lên một tia quỷ mị nụ cười, nhẹ giọng cùng Câu Trần Vương nói ra, các ngươi đông vực đột nhiên xuất hiện cái này cửu đại nhân đích thật là cái nhân vật, các ngươi thua không oan a. À. Chúng ta bố trí bị hắn xem thấu, nếu như ta không có đoán sai, hắn giờ phút này hẳn là đi hoang vu chi địa đi đem kia vài ức yêu tộc cho di chuyển tới, chuẩn bị cùng chúng ta đánh đánh lâu dài. Chương 1781, bị lừa rồi. Bị nhìn xuyên Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả đôi mắt co rụt lại, bọn hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, bố trí lâu như vậy giống như thoáng cái tựu bị giang giật xem thấu, vậy cái này chiến còn đánh cái cái giam a. À. Đông vực bên này vạn tộc, mặc dù tại phượng nghe cường đại uy vọng phía dưới tạm thời đoàn kết lại, nhưng dần dần khẳng định phải nội loạn, cái này là ai cũng vô pháp khống chế sự tình. Cái này đông vực vạn tộc phân thuộc ba cái phe phái khác nhau, một đoạn thời gian trước không ngừng đại chiến, oán hận chất chứa đã lâu, một khi nội loạn không cần giang giật phái binh đánh bên này trực tiếp xong đời công chúa cái này cái này câu trần vương khóe miệng có chút lắc một cái đối với cái này cửu đại nhân hắn là e ngại đến trong khung giống như một trận chiến này chiến bại chờ đợi câu trần tộc chính là triệt để diệt tộc a ha ha phượng nghe cặp kia con mắt màu bạc lóe sáng lóe sáng khóe miệng nàng nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần nàng nhẹ giọng nói ra chư vị không nên gấp giống như cái này cửu đại nhân là cái ngốc bản công chúa cũng sẽ không tới đông vực một cái cao minh đối thủ lúc này mới chơi vui nha nếu không thật không có ý tứ chơi vui câu trần vương mặt biến thành mướp đắng đối với phượng nghe tới nói đích thật là chơi vui dù sao bọn hắn coi như chiến bại đối với thiên phượng đại đế cũng không có tổn thất quá lớn mất bọn hắn câu trần tộc lại muốn bị diệt tộc a câu trần vương phượng nghe dừng một chút mở miệng ngươi mang binh đi chơi đi mặc dù chúng ta bố trí bị nhìn xuyên nhưng cũng không thể toi công bận rộn một trận lần này làm sao cũng phải cho bản công chúa lưu lại 200 vạn quân đội. 200 vạn, câu Trần Vương trong mắt sáng lên, hắn đã sớm không đợi được kiên nhẫn, giờ phút này đã phượng nghe có bó lớn như vậy nắm, hắn dứt khoát cái gì đều không nghĩ, xuất binh lại nói. Hai vị sứ giả, phượng nghe ánh mắt chuyển hướng hai vị sứ giả, mỉm cười nói các ngươi ở nơi này lấy cũng nhàm chán a à đều mang binh đi ra ngoài chơi một chút đi. Vị này thần bí cửu đại nhân mặc dù không tệ, bất quá còn non lắm các ngươi đều an tâm đi, bản công chúa nhẹ nhõm có thể đem hắn đùa tàn phế. Tốt, hai vị sứ giả tinh thần nhất chấn, dù sao mang chính là đông vực quân đội, chết đả thương bọn hắn không đau lòng, lần này vừa vặn ra một cái điều khí. Phượng Nghê ra lệnh một tiếng, đông vực đại quân tề động, lang yên cuồn cuộn, đoán chừng đông vực rất mau đem lại một lần nữa biến thành say thịt tràng. Cửu đại nhân, bên kia có dị động, phượng Nghê khẽ động, giang giật bên này rất nhanh nhận được tin tức, thiên bằng vương phái rất nhiều trinh sát cưỡng ép đâm xuyên đi vào, truyền đến một chút tình báo. Điều động 10 con đại quân, mỗi cái đại quân một hai vạn mà lại một lần nữa bắt đầu thanh tẩy trinh sát. Giang giật nghe thiên bằng vương hồi báo về sau, lâm vào thật sâu trong trầm tư, đối phương đột nhiên điều động nhiều như vậy quân đội, đến cùng có dụng ý gì mà lại quân đội như thế phân tán, đây là cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao. Không bao giờ Giang giật đoán không được ý đồ của đối phương, giờ phút này bạo long vương chính lặng yên trở về di chuyển kia vài ức yêu tộc con dân giang giật không có khả năng tự lui nếu không sẽ bị quân địch phát hiện bên này ý đồ toàn quân rút về nguyên địa đóng quân lấy tĩnh chế động giang giật chỉ có để kia tại phụ cận mấy trăm sơn trong cổ chạy loạn quân đội đều rút về đến nếu không rất dễ dàng bị đối phương toàn bộ xử lý hắn tin tưởng đối phương không dám đại quyết chiến dù sao không phải thời cơ thích hợp nhất nếu như đối phương phải lớn quyết chiến vậy liền không có biện pháp chỉ có thể tử chiến. Đại quân liên tục không ngừng rút lui trở về, trinh sát quân đội thì không ngừng đem tin tức hồi báo, đông vực bên kia quân đội điều động để giang giật triệt để xem không hiểu. Đối phương xuất động 10 con đại quân, một 200 vạn không giống nhau, gần như điều động 8 thành đại quân. Mà những đại quân này thành hình quạt hướng bên này vây giết mà đến, tự tựa như một tấm to lớn miệng muốn đem bên này 800 vạn quân đội một cái nuốt vào. Thật chẳng lẽ chính là phải lớn quyết chiến muốn hay không trước nuốt vào đối phương một hai con quân đội. Giang giật mặt ngoài bất động như núi, nội tâm lại kinh nghi bất định. Giống như tiếp tục chờ xuống dưới, không cần 2-3 ngày bên này sẽ bị 15 triệu quân đội vây quanh, cuối cùng chỉ có thể biến thành tử chiến. Giờ phút này đối phương mặc dù quân đội nhìn rất nhiều, nhưng đều là tách ra tại ba phương hướng, giống như hắn xuất binh hướng một cái phương hướng công kích, nhẹ nhóm có thể nuốt vào đối phương mấy trăm vạn quân đội. Ngay tại Giang giật trần chờ bất định thời điểm, tình báo lần nữa truyền về, đối phương 10 con quân đội toàn bộ ngừng lại, khoảng cách bên này ngàn vạn dặm riêng phần mình đóng quân giang giật biết được tin tức này về sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại bởi vì nếu như đối phương thống soái không phải là đồ ngốc làm sao có thể bố trí ra loại này trận hình đã dự định vây kín cái kia hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh không cho giang giật cơ hội phá vòng vây a nó bày ra một cái dạng này trận hình giang giật tùy ý hướng bên kia đột tiến đều có thể nhẹ nhõm ăn hết đối phương mấy trăm vạn quân đội dạng này từng cái đánh tan phía dưới đối phương quân đội có bao nhiêu cho hắn ăn mà lại đối phương quân tâm bất ổn, mấy lần đánh bại sau liên quân thế tất tan giã. Vấn đề ở chỗ, đối phương thống soái không phải là đồ ngốc, mà là một cái phi thường cao minh kinh khủng đối thủ. Sở dĩ giang giật có chút lộn xộn, tại không có thăm dò rõ ràng ý đồ của đối phương trước đó, hắn căn bản không dám thiện động, hắn chỉ có thể để đại quân đề phòng, đồng thời phái ra vô số trinh sát lặp đi lặp lại xác nhận tình huống. Trinh sát dò xét cần thời gian, đang dò xét 5 lần thời gian trôi qua hai ngày, Giang giật rốt cuộc quyết định hướng một cái phương hướng tiến công. Nhưng mà, để hắn mắt trợn tròn sự tình phát sinh, tại quân đội của hắn đi về phía trước một ngày thời gian, phía trước trinh sát hồi báo, đối phương quân đội sớm tại nửa ngày trước liền bắt đầu động. Nguy hiểm, Giang giật bản năng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, đối phương thống soái thời cơ tính toán quá chuẩn, hắn vừa mới nghĩ động, đối phương tự động. Mà lại 10 con quân đội hướng một cái phương hướng động, toàn bộ đại quân bắt đầu tập kết, giống như hắn muốn vào công kia chỉ có đại quyết chiến có quỷ dị, trong chiến xa, Giang giật lặp đi lặp lại nhìn xem sa bàn, đem đối phương 10 con quân đội dùng một cái thạch đầu thay thế, hắn nhìn chằm chằm sa bàn nhìn hai canh giờ, sắc mặt đột nhiên đại biến, con người kịch liệt co rụt lại, kinh hô lên ta bị lừa rồi, đối phương quá lợi hại. Ách trong chiến xa chỉ có ly hương nhi, nàng nghe được Giang giật hơi biến sắc mặt, ngừng âm thanh hỏi chủ nhân, thế nào? Đối phương thống soái là một thiên tài, Giang giật nặng nề thở dài, lắc đầu cảm khái nói, nàng đã biết rõ ta xem thấu nàng bố trí, nàng coi như chuẩn tâm tư của ta, cái này 10 con đại quân không phải đến đại quyết chiến, mà là dùng để a à a à chúng ta, để chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chân chính dụng ý là kéo ta, mục tiêu của nàng là bạo long vương cùng kia vài ước yêu tộc. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này có 300 vạn trở lên quân đội, lặng yên theo nam vực hoặc là bắc vực đi hoang vu chi địa. a à, Ly Hương nhì thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, kia vài ức yêu tộc bên trong thế nhưng là có hơn 100 vạn thần ly tộc A. À. Nàng hai tay bắt lấy giang giật tay hỏi, kia chủ nhân làm sao bây giờ bảo Long Vương chỉ dẫn theo trăm vạn quân đội, nếu như đối phương xuất động 300 vạn đại quân, con dân của chúng ta nhưng là muốn toàn bộ bị giết A. À. Giống như kia vài ức yêu tộc bị giết, bên này tuyệt đối quân tâm tán loạn, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chính mình tộc nhân hậu đại đều đã chết, bọn hắn coi như thắng lại có ý nghĩa gì. Quá cao minh, mặc dù là địch nhân, Giang giật không thể không chịu phục, đối phương chỉ là hư không một thương, liền đem kéo lại mấy ngày thời gian, thành công yểm hộ bí mật của bọn hắn hành động, để bên này vào thối duy cốc. Tiến lên, chỉ có tử chiến, bạo Long Vương không tại, bên này còn thiếu 100 vạn quân đội, thắng lợi hy vọng xa vời. Lui lại, có lẽ có thể tiếp ứng bạo Long Vương cùng những cái kia yêu tộc, nhưng bên này phương trận đại loạn, rất dễ dàng bị quân địch truy kích, đến lúc đó một khi tan tác, hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng chương 1782, kiêu binh thất bại. Giang giật cả đời này, trải qua vô số đại chiến, lần này chiến đấu lại làm cho hắn nhức đầu nhất. Trước kia chiến đấu, rất ít cần hắn chỉ huy quân đội, đơn thuần là dựa vào vũ lực đi giải quyết, dốc hết toàn lực. Lần này tại thiên yêu giới tình huống đặc thù, hắn không động được vũ lực, cũng không dám quá nhiều vận dụng vũ lực. Hắn chiến lực rất mạnh, nhưng mạnh mẽ bất quá câu Trần Vương, mà lại vận dụng vũ lực quá nhiều, dễ dàng bại lộ hắn nhân tộc thân phận, một khi bại lộ hắn tự triệt để thua ba vị đại đế sẽ tự mình đều động thủ tiễn hắn lên đường sở dĩ lần này hắn chỉ có thể dựa vào đầu dựa vào trí tuệ đi chiến đầu của hắn không tính đần đối với mưu lược có một ít chính mình cảm ngộ sự thật chứng minh hắn làm rất tốt đáng tiếc hắn không có cơ thính vũ hình mộng uyển biến thái như vậy trí tuệ mà lại lần này tao ngộ một cái kinh khủng đối thủ sở dĩ hắn cảm giác sao trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào đều khổ bức hắn tính cách từ trước cứng cỏi một sự kiện đã làm vậy nên làm đến cùng thanh linh bộ hạ cũng chết hết, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể lặng yên rời đi, tiềm phục tại một chỗ tu luyện. Chỉ là hắn thâm thụ thanh linh đại ân, đã giúp bọn hắn, hắn nhất định phải đến giúp ngọn nguồn. Mà lại thời gian lâu như vậy đến, hắn đã cùng ly hương nhi bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương thành lập tình cảm, hắn từ trước cuối cùng tình ý, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư, lặp đi lặp lại thôi diễn các loại tình huống, tính được mất hắn chỉ có hai con đường hoặc là đánh thẳng một mạch cùng đối phương tử chiến một trận hoặc là lui về tiếp ứng bạo long vương hắn nghĩ đến dòng giã một canh giờ cuối cùng hắn quyết định thối lui giống như đổi lại hắn trước kia khẳng định là tiến công cái gì đều không quan tâm kiếm tẩu thiên phong trước kia hắn cũng thường xuyên làm như vậy tỉ như trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thu gửi trấn nhiếp toàn quân nhưng hắn không thể làm như vậy bởi vì hắn trước kia thua chỉ là liên lụy chính mình một cái mạng thua lại đem thanh linh bộ hạ của toàn bộ cho tống táng. Đối phương thống xoái quá thông minh, mà lại bố trí lâu như vậy, có quá nhiều không xác định, quá nhiều có thể, hắn suy tính thắng tỷ lệ khả năng chỉ có 2-3 thành, hắn không dám mạo hiểm. Sở dĩ hắn chỉ có thể lui, nhưng lui không có khả năng cứ như vậy toàn quân rút lui, dễ dàng như vậy bị đối phương một đường chết cắn, một khi bị cuốn lấy, bạo long vương cùng kia vài ức yêu tộc đồng dạng chỉ có một con đường chết. Tráng sĩ chặt tay, hắn rất nhanh hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, lần này không chết điểm quân đội, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào an toàn nhanh chóng rút lui. Đi đem Long Ngạo kêu lên tới, hắn nghĩ nghĩ để Ly Hương Nhi đưa tin, Long Ngạo rất mau tiến vào trong chiến xa, giang giật ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, trầm giọng nói ra, Long trưởng lão, lần này ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, một cái có thể muốn ngươi đánh đổi mạng sống đại giới nhiệm vụ, ngươi có bằng lòng hay không? Long Ngạo hơi biến sắc mặt, lập tức rất nhanh cắn răng nói, đại nhân xin phân phó, Long Ngạo muôn lần chết không chối từ. Người mang 200 vạn quân đội lưu lại, cần phải cho ta kéo một ngày thời gian. Giang giật lạnh giọng hạ lệnh, ta sẽ xuất lính đại quân rời đi, mà quân địch rất có thể hội truy kích. Sở dĩ ngươi nhất định phải cho ta kéo một ngày thời gian, quan hệ này. Đến các ngươi tộc trưởng cùng chúng ta tất cả mọi người mệnh. Long ngạo sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, bất quá nghe được quan hệ đến bạo Long Vương cùng sở hữu thanh linh bộ hạ cũ, hắn ánh mắt dị thường kiên định, quát khẽ nói, đại nhân yên tâm, coi như cái này 200 vạn quân đội cùng long mỗ chiến tử, ta cũng sẽ kéo một ngày thời gian. Tốt, Giang giật đi tới, vỗ vỗ long ngạo bả vai nói, có người câu nói này ta an tâm, đương nhiên ta sẽ cho người một chút sách lược, giống như vận khí tốt, các người có thể sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần một ngày thời gian đủ rồi, các người lập tức chỉ lên trời bằng lĩnh rút lui. Giang giật bàn giao một phen long ngạo đi xuống, Giang giật trong con ngươi lộ ra một tia thống khổ, long ngạo là ngụy đế cấp, là bên này một cái đại tướng, hắn lại chỉ có thể nhịn đau tráng sĩ chặt tay. Bọn hắn phải nhanh một chút rút lui, nhất định phải lưu lại đầy đủ quân đội kéo thời gian. Cái này 200 vạn quân đội nhất định phải có một cái đầy đủ uy vọng người thống soái nếu không một khi ra nhiễu loạn, không chỉ có kéo dài không được thời gian, sẽ còn vô ích tổn thất 200 vạn đại quân. Giang giật bắt đầu hành động, để Long Ngạo dẫn đầu 200 vạn đại quân chia 10 cỗ quân đội, 4 phía xuất kích. Hắn thì xuất lĩnh còn lại 600 vạn đại quân bằng nhanh nhất tốc độ hướng hoang vu chi địa chạy đi. Rời đi thời điểm, hắn âm thầm cầu nguyện hy vọng chính mình lần này suy tính sai lầm, địch nhân cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cao minh, hắn để long ngạo bày ra các loại mê trận có thể mê hoặc đối phương một ngày thời gian. Đáng tiếc, xấu nhất kết cục vẫn là xuất hiện, bên này quân đội khẽ động, đông vực hơn một nghìn vạn liên quân lập tức như mãnh hổ vào tới. Giang giật đủ loại bố trí, cũng không để cho Phượng Nghê có nửa điểm do dự. Trên thực tế, Phượng Nghê lần này không có ý định nuốt vào giang giật toàn bộ quân đội, mục đích của nàng liền là khiến cho Giang giật hồi viên, khiến cho hắn tráng sĩ chặt tay, vô ích đưa 200 vạn quân đội cho nàng chém giết. Hơn 1.000 vạn đại quân đối đầu 200 vạn, coi như long ngạo bọn hắn lại liều mạng, cho dù có Giang giật đủ loại bố trí, vẫn là bị đối phương nhẹ nhõm ăn hết, 200 vạn đại quân toàn bộ chết hết, long ngạo bị câu trần vương tự tay chém giết. Đương nhiên, long ngạo không để cho Giang giật thất vọng, 200 vạn quân đội khổ chiến đại nửa ngày. Giang giật trước đó truyền thụ cho hợp kích chiến trận phát huy uy lực, cứ việc chỉ có 200 vạn quân đội, lại nhưng so sánh 500 vạn. Ở chỗ này cường giả cùng quân đội hoàn toàn chiếm hoàn cảnh xấu tình huống dưới, chém giết đông vực liên quân hơn 100 vạn. Giang giật thành công mang theo 600 vạn quân đội rút lui đến thiên bằng lĩnh, hắn cũng không có dừng lại, mang binh vào thẳng vào hoang vu chi địa, chuẩn bị đem đối phương phục kích bạo long vương quân đội toàn bộ xử lý. Trinh sát đã sớm xuất động, sự thật chứng minh suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác hoàn toàn chính xác có 300 vạn đại quân theo Nam vực cùng Đông vực biên cảnh lặng yên đi hoang vu chi địa, sẽ đối bạo Long Vương cùng vài ước yêu tộc bắt đầu công kích. Chỉ là, các loại chờ giang giật mang theo một đám cường giả cùng tinh nhuệ bằng nhanh nhất tốc độ cùng bạo Long Vương tụ hợp lúc, trinh xác lần nữa truyền báo, kia 300 vạn quân đội sớm đã lặng yên rút lui, giờ phút này tiến vào Nam vực, chính đường vòng lui về. Tiếp vào tin tức về sau, giang giật nhắm mắt lại, trên mặt hắn không có quá nhiều tâm tình chập chờn bất quá trên mặt vẫn là để lộ ra nhà nhà thống khổ cùng tự trách, song quyền của hắn chăm chú đem nắm, mờ u bàn tay gân xanh từng cái từng cái bộc ra. Ai, ly hương nhi bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương, nhìn thấy giang giật dáng vẻ cũng hơi thở dài. Các nàng đều biết lần này giao phong giang giật xem như triệt để bại, bại bởi đối phương thông soái. Đối với hắn mà nói là đả kích nặng nề, đối với các nàng cùng toàn quân tướng sĩ cũng ảnh hưởng to lớn. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta cần yên lặng một chút, Giang Giật Trầm mặc một lát khoát tay áo, tất cả mọi người yên lặng đi ra chiến xa. Giang Giật sắc mặt lúc này mới dần dần trở nên tái nhợt. Hắn đem đầu thật sâu chôn xuống, hai tay nắm lấy tóc, bờ môi cắn đến độ phải đổ máu. Kiêu binh tất bại, cứ việc lần này hắn các phương diện đều đầy đủ dụng tâm tận lực. Hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, trước đó vô số trận thắng lợi, còn có tại Thanh Linh Bộ Hạ Cũ Thành lập chiến thần hình tượng, đem chính mình cho thần hóa các loại chờ đủ loại, vẫn là để hắn có vẻ kiêu ngạo chi tâm từ đó làm cho lần này đại bại. Một lần thất bại không tính là gì, còn có thể để hắn thấy rõ chính mình. Nhưng là hắn tiền vốn quá mỏng, thanh linh bộ hà cố chỉ có điểm ấy quân đội, 200 vạn quân đội đối với đông vực liên quân không ngừng cái gì, đối với bên này lại là cực kỳ trọng yếu. Không thể thất bại nữa, lại bại một lần, bên này đem triệt để không thể vươn mình. Một hồi lâu sau, Giang giật ngẩng đầu lên, con người trở nên phá lệ kiên định, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây, tựa hồ có thể ngăn cách ức vạn lý hư không nhìn thấy phượng nghe, hắn cắn răng quát khẽ nhất định muốn thắng, ta nhất định muốn thắng. chương 1783, đòi lại nợ máu. Giang giật tại chiến xa bên trong chờ đợi một canh giờ, liền hạ lệnh để toàn quân xuất phát. Hắn không có thời gian đi chữa thương, không có thời gian đi tự trách, cũng không có thời gian đi cân nhắc sau này chiến muốn làm sao đánh. Mặc dù Long Ngạo cùng kia 200 vạn quân đội chiến tử tin tức bị phong tỏa, nhưng này a thêm quân đội yêu tộc cùng bạo long vương bọn hắn còn trông mong chờ lấy mệnh lệnh của hắn đâu càng đáng sợ chính là đông vực liên quân lúc nào cũng có thể sẽ có hành động hắn không có khả năng để vài ức yêu tộc ở nơi này cho đối phương đầy đủ bố trí thời gian hắn chỉ có thể một bên mang binh nhắm hướng đông vực bôn tẩu vừa nghĩ biện pháp hành quân phương hướng vẫn như cũng là thiên bằng lĩnh các lộ trinh sát bốn phía tản ra bảo đảm phụ cận tình huống trước tiên hồi báo Giang giật bọn hắn chiếm cứ thiên bằng lĩnh phụ cận một đoạn thời gian, trôn xuống rất nhiều ẩn nấp cái đinh, thời gian ngắn bên kia đại quân như đến thiên bằng lĩnh phụ cận, Giang giật vẫn có thể được biết đối phương nhất cử nhất động. Bởi vì có cấp thấp yêu tộc, lần này đại quân tốc độ tương đối chậm, Giang giật liền tự trách cùng chữa thương thời gian đều không có, không đem những này yêu tộc thu xếp tốt, sẽ sản xuất càng lớn bi kịch. Tình báo không ngừng truyền về, để Giang giật hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương đại quân tại nuốt mất kia 200 vạn đại quân sau thế mà rút lui cũng không có thừa thắng xông lên trực tiếp tiến đánh bên này yêu tộc cùng đại quân, Giang giật nghĩ đến nửa canh giờ rất nhanh bình thường trở lại. Đối phương thống soái hẳn là một cái có được biến thái trí tuệ kỳ nhân, thường thường loại người này thích bày mưu nghĩ kế, thích trưởng khống hết thảy thế cục, thích dùng kỳ trí thắng. Không thích nhất liền là liều mạng, như thế không dễ chơi, coi như thắng cũng không có cảm giác thành tựu. Giang giật trước đó tự phạm vào như thế sai lầm, đùa nghiện, vẫn muốn vừa hoàn mỹ bảo tồn bên này thực lực, lại có thể đại thắng. Sở dĩ bị đối phương một đường nắm cái mũi tay, cuối cùng vô ích đưa 200 vạn đại quân cho đối phương chém giết. Thiếu đi 200 vạn quân đội, giang giật bên này gần như lâm vào tuyệt cảnh. Giống như bên kia thừa thắng sông lên, giang giật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tử chiến. Dạng này coi như đối phương có thể thắng, khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề, địch quân thống soái cảm thấy dạng này đánh, có hại uy danh của hắn, sở hữu bỏ mặc giang giật mang theo yêu tộc tiến vào đông vực, chậm rãi đem giang giật cho đùa tàn, thiên bằng vương, bạo long vương, các ngươi đi lên. Nghĩ tới đây, Giang giật đột nhiên nội tâm khẽ động, triệu tập ba vị tộc trưởng, Ly Hương Nhi cũng cùng theo vào. Bốn người trên mặt đều là ngưng trọng cùng lo lắng, sợ Giang giật bị đả kích thảm rồi, đã mất đi lòng tin, Giang giật một khi tinh thần xa suốt đối với thanh linh bộ hạ cũng đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Cũng may Giang giật nội tâm thật rất cường đại, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trong con người quang mang lập lè, để trong bốn người tâm có chút định mấy phần bọn bốn người sau khi ngồi xuống giang giật hỏi thăm về đến các ngươi nhưng biết thiên yêu giới có cái gì nhân vật lợi hại trí tuệ đặc biệt kinh khủng loại kia phi thường am hiểu chỉ huy quân đội giống như thiên yêu giới không có lợi hại như vậy tồn tại như vậy địch quân thống soái liền có thể đến từ thiên giới nói như vậy giang giật sẽ phi thường đau đầu bởi vì hắn thân phận bại lộ khả năng sẽ vô hạn tăng lên bạo long vương bốn người trầm mặc xuống nghĩ đến một trận thiên bằng vương đột nhiên đôi mắt sáng lên kinh hô lên có một cái đại nhân ngài không nói ta đều quên. Vị này yên lặng mấy năm, không có tin tức gì, cơ hồ bị thiên yêu giới quên lãng. Nếu như là nàng rời núi, tự rất dễ lý giải. Chẳng lẽ là, phượng nghê công chúa bạo long vương tỉnh ngộ lại, bạo trống trong con người hiện lên một tia nặng nề. Phượng nghê công chúa giang giật hàn quang lấp lẽ, nhanh chóng dò hỏi, đưa nàng tình huống nói một chút. Thiên bằng vương nghĩ nghĩ giải thích, cái này phượng nghê là thiên phượng đại đế gia tộc trực hệ tử đệ, thiên tư kinh khủng, vẻn vẹn thời gian 5 năm đã đột phá phong vương cấp, thời gian 8 năm đạt tới ngụy đế cấp, bị thiên phượng đại đế thân sắc là phượng nghe công chúa phong hào. 5 năm trước tây vực bên kia có một cái đại tộc cùng nam vực có chút ma sát, đằng sau bạo phát đại chiến, phượng nghe công chúa đi biên giới. Nhưng nàng không có điều đình, ngược lại mang theo mấy trăm vạn đại quân trực tiếp sát nhập vào tây vực, dạo qua một vòng diệt sát tây vực mấy trăm vạn quân đội, nhẹ nhóm lui trở về. Thiên bằng vương kỹ càng đem phượng nghe huy hoàng chiến tích cho giảng thuật một lần, Bạo Long Vương còn bổ sung vài câu, ừm, Thiên Bằng Vương nói không sai. Bất quá còn có một điểm, cái này tiểu công chúa mấy năm này thời gian biến mất, nghe nói là bởi vì danh tiếng quá thịnh, bị thiên phượng tộc thiếu tộc trưởng nàng thân thúc thúc ghen ghét, thậm chí còn bố cục muốn giết nàng. Nàng nản lòng thoái trí rời đi thiên phượng thành, ai cũng không biết nàng đi đâu. Nếu quả như thật là nàng, lần này tựu vô cùng phiền phức. Đi điều tra, Giang giật trầm ngâm một lát, lập tức hạ lệnh, đi liên hệ tại đông vực liên quân nội ứng, điều tra liên quan tới bọn hắn chủ soái tình báo, không tiếc bất cứ giá nào. Mặt khác lại đi điều tra một chút phượng nghe tư liệu, đông vực không có tư liệu đi nam vực tra, tốc độ phải nhanh. Tốt, thiên bằng vương nhẹ gật đầu xuống dưới an bài, giang giật ánh mắt quét qua bạo long vương hạn bạt vương nói, lần này là ta chủ quan, long ngạo chết ta phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Bạo long vương thật có lỗi, bất quá mời tin tưởng ta, cái này nợ máu ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Bạo long vương cùng hạn bạt vương liền vội vàng đứng lên hành lễ, Bảo Long Vương trầm giọng nói ra, cửu đại nhân không nên tự trách, Long Ngạo chiến tử đây là vinh hạnh của hắn, chỉ cần có thể thắng tràng chiến dịch này, coi như thuộc hạ cùng hạn bạt vương chiến tử, cũng là đáng. Đi xuống đi, ra tốc hành quân, Giang giật phất phất tay, tái nhật sắc mặt biến đến hồng nhuận, ánh sáng tự tin lần nữa tại trên mặt hắn hiển hiện, để Bảo Long Vương hạn bạt vương tinh thần nhất chấn. Chỉ cần Giang giật không xa sút bọn hắn tin tưởng hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phượng nghe thiên phượng tộc tiểu công chúa, Giang giật thở ra một hơi thật dài, không biết địch nhân là đáng sợ nhất, chỉ cần xác định đối phương chủ soái thân phận, điều tra đến đây người tư liệu. Hắn liền có thể bắt lấy nhược điểm của nàng, cho nàng một kích chí mạng. Mà lại cái này thần bí thống soái không phải nhân tộc, để Giang giật quan tâm rất nhiều, hắn sợ nhất liền là bại lộ hắn nhân tộc thân phận, đến lúc đó sẽ bị ba vị đại đế tự mình truy sát, thất bại thảm hại. Đại quân cùng yêu tộc gia tốc hành quân, thiên bằng vương khải đông đông vực liên quân mai phục nội gian, liều chết truyền về tin tức. Phượng Nghê thân phận rất nhanh bị xác định, cứ việc câu Trần Vương phong tỏa tin tức, nhưng Phượng Nghê triệu tập vạn tộc tộc trưởng, khó tránh khỏi có một tia tiếng gió truyền ra, giang giật tùy ý suy đoán thoáng cái, liền đã xác định thân phận của nàng. Đông vực liên quân bên kia một mực không có động tính, đại quân gia tốc hành quân, tại ba ngày sau đã tới thiên bằng lính. Hạn bạt phương ngươi mang trăm vạn đại quân đem phương viên ngàn vạn dặm vây lại cho ta, không thể để cho nửa cái trinh sát dò xét đến quân ta bất kỳ cử động nào. Giang giật mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, hắn cũng không để cho những cái kia yêu tộc tại thiên bằng lĩnh đóng quân chỉnh đốn, mà là ngựa không dừng vó hướng phương Bắc tiến lên, mục đích của hắn hơn là đông vực cùng Bắc vực chỗ giao giới Lam Điều Lĩnh. Cái này ba ngày thời gian, hắn chế định tốt chiến lược, đồng dạng là cùng đối phương đánh đánh lâu dài, kéo sụp đổ đối phương. Đông vực liên quân nội bộ mâu thuẫn không thể điều hòa, một lúc sau coi như phượng Nghê uy vọng cũng vô pháp trấn áp, sở dĩ hắn chỉ cần kéo một hai tháng thời gian, bên này đem có thể nhẹ nhõm giành được một trận chiến này đã muốn đánh đánh lâu dài, như vậy bên này hậu phương khẳng định phải ổn. Thiên bằng lĩnh là bốn trận chiến chi địa, không thể thủ vững. Giang giật đưa ánh mắt về phía Lam Điều Lĩnh, hắn nghiên cứu qua bên kia địa thế, chỉ cần thành công đến nơi đó, hắn liền có thể giữ vững mấy tháng. chương 1784, run rẩy là một môn nghệ thuật. Không tệ, không tệ, câu trần thành trong chủ điện, phượng nghe một đầu tóc bạc có chút phất phới, cặp kia ngân sắc con người xinh đẹp bên trong đều là tán thưởng. Nàng khẽ mỉm cười đối câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả nói ra, cái này cửu đại nhân đích thật là cái nhân vật A, thiên yêu giới cường giả như mây, nhưng chân chính hiểu được mưu lược chiến thuật lác đác không có mấy. Phóng nhãn thiên yêu giới có thể cùng ta phượng nghe một trận chiến, sợ là chỉ có cái này cửu đại nhân. Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả liếc nhìn nhau, khóe miệng cũng hơi co rúm, cái này tiểu công chúa tình cảm là tới này đùa đâu, đem chiến tranh xem như trò chơi không có chút nào quan tâm đông vực vạn tộc chết sống. Câu Trần Vương cắn răng nói ra, công chúa Điện Hạ, trước đó ngươi vì sao không cho chúng ta thừa thắng sông lên A, để bọn hắn thành công chiếm cứ thiên bằng lĩnh. Mà lại hạn bạt vương phong tỏa phụ cận ngàn vạn dặm địa vực, chúng ta hoàn toàn không biết bọn hắn đang làm gì A, tiếp xuống chiến đánh như thế nào. Bọn hắn còn có thể làm gì? Phượng nghe khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đùa cợt, nói ra bọn hắn không có khả năng tại thiên bằng lĩnh thường trú, giờ phút này hoặc là hướng phương Bắc đột tiến, đi hắc hùng lĩnh hoặc là lam điểu lĩnh hoặc là hướng phía nam đột tiến đi thổ bạt lĩnh kia trăm vạn đại quân phong tỏa tin tức dụng ý quá rõ ràng các người đây cũng nhìn không ra hắc hùng lĩnh lam điểu lính thổ bạt lĩnh câu trần vương cùng hai vị đại đế sứ giả ánh mắt đều hướng trên vách tường treo địa đồ quét tới rất nhanh lông mày đều nhíu lại câu trần vương nhìn mấy lần ngưng âm thanh nói ra công chúa điện hạ không thể để cho bọn hắn đi cái này ba cái địa phương a cái này ba cái địa phương là đông vực cùng bắc vực nam vực chỗ giao giới vạn nhất khai chiến Bọn hắn tùy thời có thể dùng đem yêu tộc con dân phân phát đi Nam vực có lẽ Bắc vực, hai vị đại đế chắc chắn sẽ không hạ lệnh chém giết những này cấp thấp yêu tộc, dù sao có tổn thương yêu đạo ban ngày cùng. Bọn hắn đại quân cái này hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hai vị sứ giả nhẹ gật đầu, tán đồng câu Trần Vương, Đông vực nội bộ chém giết cấp thấp yêu tộc, coi như đem kia vài ức yêu tộc đều giết, không tính là gì sự tình. Giống như kia vài ức yêu tộc tiến vào Bắc vực hoặc là Nam vực, Hai vị đại đế tuyệt đối không cho phép hai vực quân đội tàn sát cấp thấp yêu tộc. Đại đế nơi nào thân phận bọn hắn phi thường yêu quý thanh danh của mình, không cho phép lưu lại nửa điểm chỗ bẩn. Tàn sát cấp thấp yêu tộc, vậy sẽ để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời. Đừng lo lắng, Phượng nghe cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, bản công chúa làm sao lại để hắn như ý lại nói coi như thành công đã tới ba cái kia địa phương, cũng không coi là chuyện lớn, bọn hắn chỉ còn 700 vạn quân đội lần trước còn diệt sát một cái ngụy đế cấp, chơi như thế nào đều có thể đùa tàn bọn hắn. Phượng Nghê sự tự tin mạnh mẽ, để câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả có chút tâm, lần trước nhẹ nhõm nuốt lấy thanh linh bộ hạ cũ 200 vạn quân đội, cái này khiến bọn hắn đối tên yêu nghiệt này tiểu công chúa vô cùng tín nhiệm. Tăng thêm nàng trước đó uy danh, bên này hơn 1.000 vạn quân đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nghĩ vậy mà lần này đại chiến sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Xuống dưới chờ tin tức đi, sau 3 canh giờ, hẳn là có thể biết bọn hắn hướng bên nào đi. Phượng Nghê khoát tay áo để mọi người xuống dưới, nàng lấy ra một quyển sách say xưa ngon lành nhìn lại, không để ý câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả, ba người chỉ có thể rời khỏi đại điện. Sau ba canh giờ ba người đúng giờ vào đây, trên mặt đều là chịu phục biểu lộ, bởi vì thời gian không nhiều không ít, vừa mới ba canh giờ trinh sát tự truyền tin tức trở về, hạn bạt vương đại quân hướng phía nam bắt đầu rời đi. Nghe công chúa, xác định, bọn hắn hẳn là hướng phía nam thổ bạt lĩnh chuyển di. Câu Trần Vương hồi báo, lập tức kho người nói công chúa, hạ lệnh đi, lần này cũng không thể để bọn hắn bình an đến thổ bạt lính. Sai, Phượng Nghe nhìn thoáng qua địa đồ nói, bọn hắn là hướng phương Bắc đi, các người không nên bị lừa dối. Cái này cửu đại nhân rất hiểu dùng mê trận, một cái chiến lược chiến thuật ra thói quen của hắn rất khó cải biến, có thể theo trước đó đủ loại bố trí suy đoán ra ý nghĩ của hắn. Đã hạn bạt vương mang binh hướng phía Nam đi, vậy bọn hắn chủ lực khẳng định là hướng phía Bắc đi. Ây, Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả có chút kinh ngạc, Phượng Nghe lại không chờ bọn họ hỏi nhiều, trực tiếp hạ lệnh, "Câu Trần Vương, ngươi mang 200 vạn tinh nhuệ nhất quân đội đi nơi này, Lục trưởng lão ngươi mang 200 vạn quân đội đi nơi này, 13 trưởng lão ngươi mang 200 vạn quân đội đi nơi này. Lần này nhiệm vụ của các ngươi không phải cùng đối phương chủ lực chém giết, mà là một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương quân đội, hiểu không, kia vài ước yêu tộc có thể đem bọn hắn chủ lực hoàn toàn kéo" Sở Dĩ chỉ cần các ngươi không tham công, lần này có thể nhẹ nhõm từng bước xâm chiếm đối phương 200 vạn quân đội trở lên. Công chúa thuộc hạ có chút không hiểu, câu Trần Vương lần này không có lập tức lĩnh mệnh, mà là nghi ngờ hỏi, đã đối phương chủ lực bị vài ức yêu tộc kéo, kia vì sao không sử dụng càng nhiều đại quân, chém giết bọn hắn càng nhiều quân đội mà lại? Nếu như chúng ta toàn quân xuất động, bọn hắn muốn bận tâm yêu tộc con dân, không cách nào buông ra một trận chiến, chúng ta không phải có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương chủ lực một trận chiến công thành sao. Tham lam là nguyên tội, tham lam có thể che đẩy cặp mắt của các ngươi. Phượng Nghê khe khẽ thở dài, giải thích nói quân đội nhiều, tính cơ động tựu không mạnh, có thể sẽ bị đối phương chết cắn, cuối cùng toàn bộ lưu lại. 200 vạn quân đội không nhiều không ít, các người đánh liền chạy, bọn hắn sẽ không bởi vì cái này 200 vạn quân đội, mà mặc kệ kia vài ức yêu tộc, như thế không có lời, các ngươi có thể cùng ba đầu độc lang truy cắn bầy cừu, thoáng cái kéo xuống đối phương một khối huyết nhục, còn như không sử dụng chủ lực, đây càng dễ lý giải. Các ngươi là ba đầu lang, là từng điểm từng điểm xé toang đối phương từng khối huyết nhục, dạng này sẽ không để cho bọn hắn thương cân động cốt, bọn hắn chỉ có thể nhịn đau tiếp tục chạy trốn. Nếu như là một đám lang, kết cục sẽ như thế nào? Đối phương biết rõ trốn không thoát, hội thay đổi đầu thương cùng chúng ta tử chiến, hội hoàn toàn không để ý tới kia vài ước yêu tộc, cùng bên này huyết chiến đến cùng. Đến lúc đó coi như có thể thắng, Thảm như vậy thắng có ý tứ sao không có nửa điểm ý tứ? Run rẩy là một loại nghệ thuật, đã mất đi chiến thuật cùng mưu kế, vậy liền không dễ chơi, hiểu không? Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả đã hiểu, bất quá khóe miệng lại bắt đầu co rúm, vị này tiểu công chúa mưu lược hoàn toàn chính xác nghịch thiên, bất quá đùa tâm quá nặng đi a. À. Tình cảm nàng không có điều động chủ lực, cũng không nghĩ duy nhất một lần đem đối phương cho đùa chơi chết a. À. Run rẩy còn biến thành nghệ thuật xem ra cái này đông vực ở trong mắt nàng liền là tổng thể Nàng nghĩ chậm rãi đùa, chơi chán mới có thể nhất cử ăn hết đối phương. Dạng này đùa thật có chỗ tốt, ổn đánh ổn đâm, một chút xíu làm hao mòn đối phương chiến lực cùng sĩ khí. Bất quá câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả có chút lo lắng, Phượng Nghê đùa tâm quá nặng đi, đến lúc đó cũng đừng không có đem đối phương cho đùa tàn, ngược lại đem bên này cho đùa phế đi. Quân lệnh đã hạ, ba người minh bạch Phượng Nghê chiến thuật, riêng phần mình xuống dưới mang binh xuất chiến. Phượng Nghê cũng không có theo quân xuất chiến vẫn như cũ an nhàn ngồi tại câu trần thành đại điện bên trong, nàng nhìn một hồi địa đồ, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng thì thào, cửu đại nhân ngươi đến cùng là thân phận gì đâu cái này thiên yêu giới khó được xuất hiện một cái đối thủ, hy vọng ngươi không muốn thoáng cái tựu phế đi, như thế tự không dễ chơi đấy. chương 1785, sói đói chiến thuật. Đông vực đông bắc bên cạnh sơn lính, trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân ngay tại tiến lên, vô số cấp thấp yêu thú tại các tộc trong tộc cường giả xuất lĩnh dưới một đường chạy vội, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Mặc dù là liều mạng bôn tẩu, nhưng cấp thấp yêu tộc thực lực quá yếu, hành quân tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Yêu tộc đại đội chung quanh thì là chỉnh hình phi hành đại quân, giang giật ngồi tại chiến xa họ hàng bên vợ tự đoạn về sau, không ngừng tiếp thu các lộ trinh sát hồi báo. Phượng Nghê phản ứng so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, nguyên bản hắn coi là hạn bạt vương mang theo đại quân hướng phía nam bôn tập, hội kéo đối phương một chút thời gian nhưng bên kia tam lộ đại quân trực tiếp hướng đông bắc bên cạnh bôn tập mà lại phương hướng là đi tiền phương của bọn hắn nói rõ khám phá hắn bố trí không muốn để cho bọn hắn nhẹ nhõm đến lam điều lính phượng nghê không có phái ra càng nhiều đại quân điểm ấy tại giang giật trong dự liệu giống như sớm như vậy tự quyết chiến hắn tự đánh giá cao phượng nghê trí tuệ người thông minh có một cái phi thường nhược điểm trí mạng cái kia chính là tự phụ xem nhẹ anh hùng thiên hạ dù cho các nàng biết rõ điểm này nhưng cũng sẽ không đi cải biến, bởi vì các nàng có tự ngạo tiền vốn. Các nàng là trên đời này thông minh nhất kia nhóm người, dựa vào cái gì không thể tự ngạo quanh năm suốt tháng phía dưới, thường thường tự ngạo lại biến thành tự phụ, điểm này chính các nàng coi như phát hiện, cũng sẽ xem thường. Sở dĩ giang giật tại xác định đối phương chỉ là tới ba cái quân đội, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Cũng không phải là hắn có vạn phần nắm chắc có thể đối phó được cái này ba cái quân đội, có thể thắng Phượng Nghê, mà là hắn xác định Phượng Nghê là một cái tự phụ thiên tài, cái này nhược điểm chí mạng nếu có thể bắt lấy, hắn đem có thể thay đổi tàn khôn. Mà lại Phượng Nghê không muốn đại quyết chiến, nghĩ chậm rãi đùa, cái này cho hắn một chút thời gian, cho hắn một cái lật bàn cơ hội. Giống như lần này Phượng Nghê toàn quân xuất kích, giang giật tinh tường bên này tuyệt đối phải bị toàn bộ diệt sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tự xem có thể kéo lấy đối phương bao nhiêu quân đội chôn cùng. Không cách nào xác định đối phương quân đội hành tung sao. Hắn ngồi tại chiến xa bên trong, ánh mắt nhìn về phía xa bàn bên trong đông bắc bên cạnh mấy vạn cái sơn lĩnh, thiên bằng vương đắng chắc trả lời, đối phương chia binh, ba cái đại quân chia làm 300 con tiểu quân đội, trinh sát căn bản không dám ló đầu. Coi như liều chết giò xét, khắp nơi đều là quân đội, căn bản là không có cách kết luận đối phương chủ lực, cũng không biết bọn hắn cuối cùng sẽ đi phương nào. Ừm, Giang giật gật đầu nói, để trinh sát không nên mạo hiểm, phương viên ngàn vạn dặm trinh sát phái thêm một chút là được. Lần này đối phương quân đội cũng không nhiều, nhiều nhất năm 600 vạn đi. Truyền lệnh toàn quân tao ngộ đối phương tập kích đừng hốt hoảng, nguyên địa riêng phần mình khai chiến, quân trận tuyệt đối không thể loạn. Nếu như đối phương đột phá phòng ngự, xông đi vào chém giết cấp thấp yêu tộc, không cần để ý, mặc cho bọn hắn đi vào, cũng không cần quản bọn họ. Mặc cho bọn hắn đi vào, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương ly hương nhì biến sắc, quân đội của bọn hắn hình thành một vòng vây, đem kia vài ức yêu tộc vây quanh ở bên trong bảo vệ, giống như quân địch đột phá vòng vây giết vào bên trong những này cấp thấp yêu tộc sẽ từng mảnh từng mảnh bị chém giết ha giang giật lại còn nói mặc kệ đâm xuyên đi vào quân địch các ngươi yên tâm đi giang giật phi thường tự tin nói ra lần này phượng nghe chiến lược ý đồ ta đã đoán được mục đích của bọn hắn không phải là các ngươi tộc quần con dân giết lại nhiều con dân có ý nghĩa gì mục đích của bọn hắn là từng bước xâm chiếm quân đội của chúng ta chỉ cần chúng ta bất loạn bọn hắn liền không có thời cơ lợi dụng tự nhiên sẽ thối lui nếu không cho ta đưa ra tay bố trí, bọn hắn vào bao nhiêu quân đội ta có thể giết bao nhiêu. Đã hiểu, bạo long vương bốn người không phải ngu xuẩn, giang giật một điểm bọn hắn liền rõ ràng. Lập tức riêng phần mình xuống dưới bố trí, chỉ còn lại ly hương nhi bồi tiếp giang giật, ly hương nhi cau mày hỏi, chủ nhân, người có nắm chắc lưu lại đối phương cái này mấy trăm vạn quân đội sao? Không có, giang giật lắc đầu nói, chúng ta muốn thủ hộ các tộc con dân, không thể để cho bọn hắn giết quá nhiều, nếu không quân tâm dễ dàng loạn. Quân đội của chúng ta không đủ nhiều A, à, đối phương lần này cũng đều là tinh nhuệ chi sư, nếu như đối phương không phạm sai lầm, hoàn toàn theo phượng nghe kế sách chấp hành, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ly Hương Nhi có chút cuống lên, kia, chúng ta mặc cho bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm quân đội của chúng ta sau các loại chờ đến làm điều lĩnh, sợ là cái này 700 vạn quân đội còn lại không đến một nửa, đến lúc đó chúng ta dựa vào cái gì đi đánh. Không nên gấp, Giang giật vuốt vuốt huyệt thái dương, khe khẽ thở dài nói luôn sẽ có biện pháp cho ta ngẫm lại đi chủ nhân cũng không cần cho mình áp lực quá lớn nhìn qua giang giật kia mệt mỏi mặt ly hương nhi cắn môi một cái nói ra ngài đã tận lực coi như lần này chúng ta đều bị diệt tộc chúng ta cũng đều cảm kích ngài ha ha giang giật cười khổ một tiếng đưa thay sờ sờ phượng nghe tóc xanh không hề nói gì nhắm mắt lại tựa ở chiến xa bên trên nghỉ ngơi đi qua ba ngày sau quân địch rốt cuộc đã đến lộ ra hắn nhanh vuốt dữ tợn hai cái đại quân từ hai bên trái phải đồng thời tiến công, bên này trinh sát căn bản không kịp đưa tin trở về, đại quân đã tốc độ cao nhất chạy tới. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tai xé toang vòng phòng ngự, trực tiếp sát nhập vào trong vòng vây ở giữa, vô tình đổ sát những cái kia cấp thấp yêu tộc. Hết thảy đều cùng giang giật suy đoán giống nhau như đúc, chờ bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương mang theo cường giả chạy tới lúc, đối phương thật sớm từ bỏ đồ sát, theo kia hai cái xé mở lỗ hổng bên trong lần nữa đâm xuyên mà đi, biến mất ở phương xa. Giang giật sớm có mệnh lệnh, không phải truy kích, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương chỉ có ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, phát tiết nội tâm lửa giận. Bất quá tại trinh sát hồi báo, nói còn có một đội quân liền tại phụ cận, tùy thời có thể tiếp ứng về sau, bạo long vương ba người âm thầm may mắn. Nếu như đi truy kích, đoán chừng cho đối phương phục kích đánh chờ tay không kịp, bên này tổn thất hội nghiêm trọng hơn. Cũng may toàn quân đều phi thường nghe giang giật, hai cái quân đội đâm xuyên vào đây, bên này quân trận cũng không có loạn, cho nên đối phương không cách nào tiếp tục đổ sát quân đội. Nếu bị bên này cho cuốn lấy, chờ đại quân vây kín tới, cái này 400 vạn đại quân sẽ có hơn phân nửa lưu lại. Cửu đại nhân, lần này chết 32 vạn quân đội, con dân bị tàn sát gần trăm vạn. Bạo Long Vương đem thương vong thống kê báo đi lên, giang giật không nói gì, chỉ là phất tay để Bạo Long Vương xuống dưới. Hơn 30 vạn quân đội không nhiều, nhưng một lần hơn 30 vạn, 10 lần tựu 300 vạn vạn hơn, chờ đến Lam điều lĩnh bọn hắn quân đội còn có thể thừa bao nhiêu đến lúc đó không cần đánh, trực tiếp rửa sạch sẽ cổ trở lấy bị giết tốt. Bên này có vài ức yêu tộc, đối phương có ba cái quân đội, truy sát cái này một cái, mặt khác hai cái tùy thời có thể trợ giúp, tùy thời có thể công kích kia vài ức yêu tộc, để bọn hắn được cái này mất cái khác. Đối phương chiến thuật rất đơn giản, phương hướng bất định, tùy ý xuất kích, đánh liền chạy. Bên này căn bản là không có cách phục kích, mà lại bọn hắn thời khắc đều giữ lại một đội quân ở bên ngoài, tùy thời có thể tiếp ứng giống như ba đầu sói đói người đi lên phía trước hắn đi theo phía sau người cắn người một cái người quay người lại hắn liền chạy nhất định phải nghĩ biện pháp nếu không cho bọn hắn công kích mấy lần bên này quân tâm toàn bộ loạn giang giật con ngươi lấp lóe đối với cái này phượng nghe ngược lại là hoàn toàn phục cái này đích xác là một cái yêu nghiệt cấp bậc chiến thuật đại gia nếu như không có nàng chỉ là câu trần vương cái này chiến sẽ không đánh đến như thế khổ bức câu trần vương không đúng Nghĩ tới đây Giang giật đột nhiên đôi mắt sáng lên, Phượng Nghê hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng câu Trần Vương không lợi hại a à. Cái này ba cái đại quân giống như Hoàn Mỹ chấp hành Phượng Nghê chiến thuật phương châm, hắn đem thúc thủ vô sách, vấn đề là Phượng Nghê cũng không ở đây. Sở dĩ chỉ cần hắn nghĩ biện pháp để cái này ba cái quân đội thống soái không chấp hành Phượng Nghê chiến thuật, hắn hoàn toàn có biện pháp đem cái này 6 triệu người lưu lại hơn phân nửa. chương 1786, Phong Thần Như Ngọc Phượng Nghê tuyệt đối sẽ không trong quân đội, Tuyệt đối. Giang giật đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn đã từng tao ngộ qua hai cái cùng phượng nghe có gần giống yêu quái trí tuệ nữ tử, cơ thính vô cùng hình mộng huyền. Hai người này cùng phượng nghe đồng dạng đồng dạng tự phụ, Giang giật còn tại trên thân hai người phát hiện một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sợ chết, hoặc là nói, đây là sở hữu người thông minh tổng bệnh. Người thông minh thường thường không quá ưa thích dùng vũ lực, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Bọn hắn thích dùng đầu óc thích sử dụng thủ đoạn, dụng kế mưu đi chơi chết địch nhân. Các nàng am hiểu hơn chính là vận dụng các loại lực lượng cùng thủ đoạn đi chiến đấu, mà không phải dựa vào chính mình vũ lực đi giải quyết. Mưu thiên mưu chỗ mưu vạn sự, các nàng trước hết nhất cân nhắc thường thường là chính mình, quân tử không lập nguy tường, bọn hắn biết rõ nếu như mình chết rồi, bị bắt, như vậy thì tính bên ngoài có vài ức đại quân đều vô dụng, đại chiến cùng một chỗ các nàng thường thường chuyện thứ nhất liền là cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn. Cơ thính vũ là như thế, hình mộng huyền cũng là như thế cái này thiên phượng ra tiểu công chúa bản thân thân phận tựu tôn quý làm sao có thể tự mình xuất chiến còn có một điểm đông vực sự tình phượng nghe hẳn là không thèm để ý đông vực vạn tộc sống hay chết cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì nàng tới đây đơn thuần là vì chơi vui vì mở ra có khả năng thử hỏi nàng làm sao có thể tự mình mình trần ra trận đối phương chủ lực còn tại câu trần thành bên trong nói rõ phượng nghe cũng tại câu trần thành bên trong Bên này khoảng cách câu Trần Thành rất xa, coi như nhanh nhất trinh sát muốn đem tin tức chuyển trở về cũng cần nửa ngày, vừa đi vừa về liền là một ngày. Chỉ cần hắn bố trí thỏa đáng, để cái này ba cái đại quân thống soái không dựa theo phượng nghe chiến thuật đánh, coi như phượng nghe có chỗ phát giác, chờ đưa tin tới cũng đã đã muộn. Tốt, nghĩ thông suốt sự tình, Giang giật lập tức bắt đầu thôi diễn các loại chiến thuật, hắn chọn vẹn nghĩ đến năm canh giờ, lúc này mới đột nhiên quát khẽ, ly hương nhi, lập tức truyền lệnh để bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương đi lên. Một ngày về sau, ba cái đại quân lần nữa như ba đầu độc lang như bóng với hình mà đến, bên này hành quân tốc độ quá chậm, bọn hắn nhẹ nhõm có thể đuổi kịp, thậm chí có thể vòng quanh bên này đại quân chuyển lên vài vòng. Bọn hắn cũng là làm như vậy, ba cái đại quân lần này không có trực tiếp đâm xuyên công kích, mà là vây quanh đại quân không ngừng bôn tẩu, khoảng cách đại quân có 10 vạn lý. Khoảng cách này phi thường tốt, có thể được biết bên này quân lực bố trí, như giang giật muốn phái binh truy sát, bọn hắn tùy thời có thể dùng bỏ trốn mất dạng bọn hắn tại phủ cận loạn chuyển, quân lực phân tán, dẫn đến giang giật bên kia trinh sát không dám ló đầu, vừa ló đầu tựu bị giết. Bọn hắn có thể làm cho giang giật bên kia mất đi con mắt cùng lỗ tai, để bên này không dám tùy ý truy kích, ai biết phụ cận có hay không mai phục. Chuyển vài vòng về sau, hai cái quân đội như một đầu sói đói lao nhanh mà đến, một cái khác quân đội như cú tại phụ cận du tẩu, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Tiếp ứng quân đội là câu Trần Vương, lần trước hắn cũng không có sông tới, mà là tại bên ngoài tiếp ứng. Đây là Phượng nghe lời nhắn nhủ, câu Trần Vương tương đối ổn, để hắn ở bên ngoài phối hợp tác chiến sẽ tốt hơn một chút. Bất quá, tình huống lần này tựa hồ có chút bất thường. Hai vị đại đế sứ giả phân biệt mang theo đại quân lao nhanh mà đến, nhẹ nhõm đâm xuyên bên này vòng vây, sát nhập vào bên trong, hóa thành hai đầu thép thiết hồng lưu hướng đối phương xé rách lỗ hồng phóng đi, muốn cùng lần trước đồng dạng, lẫn nhau từ đối phương xé rách lỗ hồng bên trong giết ra ngoài. Bọn hắn phân biệt chu diệt một chút cấp thấp yêu tộc về sau, không có chút gì do dự hướng đối phương xé mở lỗ hổng phóng đi. Nhưng lúc này xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bên này quân trận hỗn loạn tương bừng, vô số quân đội kêu loạn chen chúc mà tới. Hai vị đại đế sứ giả không khách khí, loại này loạn trận là căn bản không cách nào cuốn lấy công kích quân đội. Lập tức hai vị đại đế sứ giả mang theo đại quân một đường đánh tới, nhẹ nhõm chém giết bên này hơn 10 vạn quân đội, nghênh ngang rời đi. Tình huống ngoài ý muốn lại phát sinh, giang giật bên này quân đội tựa hồ bị cừu hận che đôi mắt, một chút quân đội lại điên cuồng đuổi theo. Tiếp ứng Câu Trần Vương tự nhiên không khách khí, mang binh công kích mà đến, đem truy sát quân đội sông đến thất linh bát toái, chu diệt một mảnh, thẳng đến Bạo Long Vương mang theo đại quân đến giúp, Câu Trần Vương mới cùng một vị đại đế sứ giả mang theo quân đội nhanh chóng chạy cách. Lần thứ nhất Giang giật bên này tử thương hơn 30 vạn quân đội, yêu tộc trăm vạn, lần này tử thương nghiêm trọng hơn, dòng giã chết năm 60 vạn quân đội, yêu tộc ngược lại là cũng kém không nhiều trăm vạn. Lần này chiến quả để câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả rất là phấn chấn. Lúc này mới hai lần xung kích A, tự chém giết gần trăm vạn quân đội, bên này thương vong bất quá hai ba mươi vạn. Giống như lại đến mấy lần, không cần phượng nghe chỉ huy, không cần vận dụng câu Trần Thành bên kia chủ lực đại quân, bằng vào bọn hắn sáu trăm vạn đại quân là có thể đem thanh linh bộ hạ của toàn bộ chôn vùi. Báo, ba cái quân đội tụ hợp nghỉ dưỡng sức nửa canh giờ, một đạo cấp báo âm thanh từ phương xa vang lên. Một cái trinh sát tướng quân chạy như bay đến bẩm báo nói, bẩm ba vị đại nhân, thanh linh bộ hạ cũ có dị động, bọn hắn ra tốc hành quân, mà lại phương hướng thay đổi, hướng hoang vu chi địa bôn tẩu, bạo long vương mang theo 200 vạn quân đội đoạn hậu. Ách, à, câu trần vương cùng hai vị đại đế sứ giả mờ mịt liếc nhau, tình huống này cùng phượng nghe dự đoán không giống với lúc trước a à, chẳng lẽ thanh linh bộ hạ cũ bên này không định chơi muốn chạy trốn hồi trở lại hoang vu chi địa. Không được, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Thần nghe sứ giả nghĩ đến một trận quát khẽ, đối phương còn có 600 vạn quân đội, cái này vẫn như cũ là một cỗ không thể khinh thường chiến lực, giống như như thế bỏ mặc bọn hắn rời đi, tương lai sẽ còn phát sinh một trận đại chiến. Lập tức thần nghe sứ giả liền muốn mang binh truy sát, câu Trần Vương lại đột nhiên quát khẽ chậm rãi, khả năng này là kế. Kế, thần nghe sứ giả cùng hỏa hồ sứ giả liếc nhau có chút trần chờ dù sao cửu đại nhân nổi danh bên ngoài, trước đó rất nhiều lần đại chiến cũng ngưu kế trồng chất, vạn nhất là kế, vậy liền nguy hiểm. Kế cái gì kế, bất quá thần nghe sứ giả rất nhanh vung tay lên nói, vừa rồi chúng ta giết kia năm 60 vạn quân đội chẳng lẽ là giả đối phương chỉ có 600 vạn quân đội, còn có vài ức yêu tộc con dân, liền xem như kế lại như thế nào chúng ta 600 vạn, bọn hắn 600 vạn, ai sợ ai bọn hắn còn muốn bận tâm kia vài ức yêu tộc, muốn chia binh bảo hộ, bọn hắn có thể có bao nhiêu quân đội mai phục chúng ta, chẳng lẽ 300 vạn mai phục chúng ta 600 vạn. Lại nói, cái này mấy trận chiến đấu liên tục thất bại, cái kia cửu đại nhân cũng không thế nào đáng sợ nha. Ta đoán chừng hắn đã không có quyền chỉ huy, là Bạo Long Vương cùng Hạn Bạt Vương đang chỉ huy. Chúng ta cũng không tham lam, đem Bạo Long Vương 200 vạn quân đội nuốt mất, còn lại cho bọn hắn chạy trốn cũng không quan hệ. Thần nghe sứ giả một phen, hợp tình hợp lý, giang giật bên kia quân đội quá ít, còn muốn chia binh bảo hộ yêu tộc con dân. Coi như mai phục, bọn hắn bên này quân đội còn nhiều một chút, làm sao mai phục. Tốt ha, à, chúng ta tự ăn hết bạo long vương quân đội, xử lý bạo long vương là được. Câu Trần Vương cắn răng, hạ quyết tâm, như thế cơ hội trời cho không bắt được, sợ là xin lỗi chính mình. Lập tức ba người tập kết sở hữu quân đội, hóa thành một đầu thép thiết hồng lưu lao nhanh mà đi. Câu Trần Vương rất thông minh không có chia binh, bên này 600 vạn đại quân hợp lại cùng nhau, bất luận giang giật bên kia có phải là hay không mà tính, hắn đều không sợ hãi. Vẹn vẹn 7 canh giờ, Câu Trần Vương ba người liền mang theo đại quân đuổi kịp Bạo Long Vương quân đội, tại trinh sát lập đi lặp lại dò xét chỉ có 200 vạn về sau, Câu Trần Vương hạ lệnh công kích. Giết, Câu Trần Vương một ngựa làm hóa thành như lưu quang bay đi, đằng sau cuồn cuộn đại quân phô thiên cái địa bay tới. Bất quá đang phi hành ngàn dặm về sau, Câu Trần Vương thân thể đột nhiên ngừng lại, trong con người hiện lên một tia hoảng sợ. Bá bá bá, hai vị đại đế sứ giả ánh mắt theo Câu Trần Vương, hướng bên trái đằng trước một ngọn núi chi đỉnh nhìn lại. Thân thể đột nhiên run lên, toàn bộ đại quân tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng ngừng lại, ánh mắt khóa chặt đỉnh núi. Chanh chanh, một đạo du dương tiếng đàn vang lên, trên đỉnh núi một cái nam tử nhắm mắt lại bắt đầu thản nhiên đánh đàn. Hắn một bộ bạch y như tuyết, tuấn tú nho nhã gương mặt, thong dong thản nhiên thần sắc, như kiếm bàn thẳng tắp lưng để vô số yêu tộc nhớ tới bốn chữ. Phong thần như ngọc, chương 1787, có dám một trận chiến? Giang giật cùng trong truyền thuyết cửu đại nhân dạng tử không là hoàn toàn đồng dạng, bởi vì mỗi lần Giang giật lộ diện đều sẽ dùng linh nguyễn thuật biến ảo bộ dáng. Nhưng câu Trần Vương cùng hai cái sứ giả nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lập tức tự kết luận giờ phút này trên đỉnh núi Nam tử liền là cửu đại nhân. Bởi vì thiên yêu giới có được như thế phong thái nhân vật không nhiều, còn lại đều là thành danh đỉnh cấp đại nhân vật, bọn hắn không có khả năng không biết. Khi nhìn đến Giang giật lần đầu tiên. Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả nội tâm lột bộp thoáng cái, có loại phi thường cảm giác không ổn. Cứ việc chỉ có giang giật một người, cứ việc trong khoảng thời gian này giang giật liên tục bại trận, nhưng câu Trần Vương ba người vẫn là bản năng cảm giác được sợ hãi. Thịnh danh chi hạ, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không hiểu uy áp. Cũng như Phượng Nghê, danh tiếng của nàng quá lớn, đông vực phản tộc tại nàng đến một lần lập tức tự chỉnh hợp, đây chính là loại này danh sĩ trên thân tự mang quang mang, có thể làm cho người khác cảm giác thấp hắn một đầu, cảm giác được sợ hãi. Rút lui, câu Trần Vương bản năng vung tay lên bạo hống, hắn tình nguyện bất diệt bạo Long Vương kia 200 vạn quân đội, không muốn mở rộng bất kỳ chiến quả nào, an toàn đệ nhất rút lui trước lại nói. Coi như bị đông vực vạn tộc chế nhạo cũng không quan trọng, hắn nhìn xem giang giật sâu trong linh hồn truyền đến một loại vô tận ý sợ hãi, bản năng cảm giác được trúng kế. Hưu, mấy trăm vạn đại quân phi thường chỉnh tề quay người bắt đầu chạy trốn, hai vị đại đế sứ giả trần chờ một chút cuối cùng quyết định thối lui đã tới, làm sao trà đều không uống một chén tựu đi a à. Giang giật tiếng đàn dừng lại, hắn dùng thiên lực dao động thanh âm vang vọng phương viên trăm dặm câu Trần Vương, ta ở đây khổ hầu ngươi đã lâu, vô ích đưa mấy chục vạn quân đội cho các ngươi giết, muốn đi liền có thể đi sao. Hưu, hắn cổ cầm vừa thu lại, chân sau trên đỉnh núi đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng bên này bay vụt mà đến, hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua bên này mấy trăm vạn quân đội, tựa hồ nhìn qua mấy trăm vạn chỉ sâu kiến. Lộp bộp, câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả nội tâm run lên, đại quân càng là một mảnh bạo động, quả nhiên có mai phục, bọn hắn bị lừa rồi. Hừ, bất quá câu Trần Vương cùng rất nhiều cường giả trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng nổi giận, giang giật một người tự dám đến đuổi giết bọn hắn 600 vạn quân đội cái này trong quân thế nhưng là có ba vị ngụy đế cấp A, giang giật đây cũng quá cuồng, quá đem mình làm làm nhân vật A. Giết kẻ này, giang giật tốc độ không tệ, đại quân là không thoát khỏi được hắn, câu Trần Vương gầm thét một tiếng mười mấy tên phong vương cấp lập tức điên cuồng bắn tới. Câu Trần Vương cùng ba vị sứ giả không dám động thủ, bọn hắn sợ bị Giang giật cuốn lấy, sợ bạo Long Vương bọn hắn đột nhiên giết ra tới. Hoặc là sợ Giang giật có đặc biệt quỷ dị kỳ thuật, tóm lại không dám đi đơn giản mạo hiểm. Ha ha, nhìn qua mười mấy cái phong vương cấp, Giang giật mặt không đổi sắc tiếp tục phi hành, kia mấy chục người xa xa tựu đánh ra mấy chục đạo lưu quang, nào biết Giang giật thế mà không tránh không né, mặc cho cái này mấy chục đạo lưu quang đánh vào người, phanh 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 phanh, từng đạo lưu quang đánh vào giang giật trên thân, nhưng không có bất cứ chuyện gì, chỉ là để giang giật thân thể lui về phía sau mấy trăm trượt, trên người hắn một kiện màu xanh chiến giáp hiển hiện, để hắn càng lộ vẻ tuấn vĩ, tựa như một tôn thiên thần hạ phàm. Công kích xong a đến phiên ta, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, trên thân bạch quang lóe lên, tốc độ đột nhiên gia tăng, thoáng cái tăng nhanh gấp 10. Lúc đầu song phương chỉ là khoảng cách vạn trượng thôi, cái này một cái nháy mắt tựu vào tới hắn không có phóng thích bất luận cái gì thần thông, vung lên nắm đấm đối một cái phong vương cấp đầu hung hăng đập tới. Cái này phong vương cấp yêu tộc chỉ có một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, mà giang giật tại kích hoạt 108 khiêu huyệt về sau, nhục thân nhưng so sánh đao nô. Đao nô thế nhưng là phong đế cấp phía dưới đệ nhất nhân, nhục thân khủng bố cỡ nào. Giang giật lực công kích không được, kia là so ra mà nói. Đối phương ngụy đế cấp khó khăn, nhưng hắn đối đầu phong vương cấp nhẹ nhóm có thể quét ngang, hắn tùy ý ném ra một quyền cũng có thể làm cho hư không chấn động để không gian nứt ra từng cái từng cái khe hở một quyền này lực lượng có bao nhiêu cường đại ầm um, tựa như dưa hấu bạo liệt cái kia phong vương cấp đầu trong nháy mắt nổ nát vụn còn lại một cỗ thi thể không đầu như phá bao tải quăng bay ra đi thân thể của hắn như du long tốc độ nhanh đến những cái kia phong vương cấp căn bản phản ứng không kịp chỉ cảm thấy từng đạo tàn ảnh đảo qua cái kia nắm đấm liền đã đến mi tâm trước đó phanh 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 tại mấy trăm vạn đạo thần thức khóa chặt phía dưới giang giật khoảng chừng ba cái trong chớp mắt tự quét ngang người mấy tên phong vương cấp hắn mỗi lần vung ra một quyền tự có một cái phong vương cấp yêu tộc đầu bạo liệt thi thể bị đập bay chợt làm lòng người sợ làm người sợ run ầm um, cuối cùng hai cái yêu tộc muốn chạy trốn bị giang giật nhẹ nhõm đuổi kịp tươi sống đập chết thân thể của hắn bỗng nhiên giữa không trung ánh mắt xa xa khóa chặt câu trần vương nói câu trần vương có dám một trận chiến giang giật mấy chữ này vận dụng thiên lực dao động sở hữu đặc biệt to, mặc kim liệt thạch, chấn động đến rất nhiều yêu tộc trên thân run lên, thanh âm tại khắp nơi quanh quẩn không ngớt. Bị điểm tên, câu Trần Vương giờ phút này đã đến trong đại quân, vô số yêu tộc đều trông mong nhìn qua hắn, hắn sắc mặt biến đến âm trầm, đôi mắt lấp lóe, nội tâm thiên nhân giao chiến. Giang giật ước chiến, giống như hắn không xuất chiến, thanh danh tiểu triệt để xấu, biến thành thiên yêu dưới các tộc chế nhạo đối tượng. Lão Bạo Long Vương chết rồi, hắn bị vạn tộc cho rằng là đông vực đệ nhất cường giả, giống như sợ chiến về sau tại đông vực đều không thể ngừng đầu. Vấn đề ở chỗ hắn là thật sợ a à. Giang giật lẻ loi một mình đuổi theo, bạo long vương 200 vạn quân đội, thiên bằng vương hạn bạt vương đều không biết thân. Cái này khiến nội tâm của hắn bồn chồn giang giật chiến lực hắn cũng không phải là rất e ngại, hắn liền sợ bị giang giật cuốn lấy, trễ chút bạo long vương bọn hắn vây công mà đến, cuối cùng kết cục của hắn sẽ cùng quỷ sa vương đồng giảng. Câu kiếm, người mang 10 vạn quân đội ngăn hắn lại cho ta. Câu Trần Vương cuối cùng quyết định, dù sao vừa rồi đã rút quân, mặt đã mất đi, coi như sưng lên cũng không quan trọng, mất mạng cái gì cũng bị mất ha. Hắn không dám tiếp tục cùng Giang Giật xây dưa, quyết định mang binh lập tức chạy trốn. Lần này đã chém giết bên kia gần trăm vạn quân đội, chỉ cần bọn hắn thành công chạy trở về, coi như lập công lớn. Một tên Câu Trần Tộc trưởng lão mặt sắc một khổ, Câu Trần Vương để hắn đi bọc hậu, đây là đi chịu chết ha. Mười vạn quân đội có thể kéo lại Giang Giật bao lâu nhưng Câu Trần Vương hạ lệch hắn có thể làm sao chỉ có thể xuất lĩnh 10 vạn đại quân hướng giang giật phóng đi. Toàn quân ra tốc rút lui, câu Trần Vương bạo giống một tiếng, mấy trăm vạn trong đại quân bắt đầu lo lắng, sĩ khí đại yếu. Chủ soái đều sợ, bọn hắn bản năng cũng sợ, chính là binh hồn, đem đều là thứ hèn nhát, binh sao có thể cường ngạnh được lên. Đi, câu Trần Vương không dám liều mạng, hai vị đại đế sứ giả đương nhiên sẽ không đi liều mạng, bọn hắn cũng không phải đông vực. Đông vực vạn tộc chết sống cùng bọn hắn quan hệ không lớn, mạng của bọn hắn trọng yếu nhất, lập tức bọn hắn mang theo đại quân trốn như điên mà đi. Ha ha, đại quân chạy trốn, Giang giật ngược lại cười, hắn đoán chắc câu Trần Vương không dám liều mạng, hắn muốn chính là đại quân nghe ngóng rồi chuồn. Còn kia đánh tới chấp nhoáng 10 vạn đại quân hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Tại câu Trần Vương hạ lệnh rút lui trong nháy mắt đó, trận đại chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Giết, Giang giật bạo hống, hóa thành một cái lợi kiếm hướng phía trước 10 vạn đại quân đánh tới, hồi lâu không có chân chính buông tay một trận chiến, hồi lâu không có chu diệt, hắn trong khung huyết dịch bắt đầu sôi trào. Biệt khuất thật lâu nội tâm, cũng cần tại giết chóc bên trong thỏa thích phát tiết. chương 1788, thập diện mai phục. Mười vạn người, chỉ có một cái phong vương cấp, đối với Giang giật tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, thậm chí đều không thể ngăn cản hắn quá lâu thời gian. Hắn đứng vững phía trước một đợt công kích, xông vào trong đại quân, hắn coi thường bốn phương tám hướng phóng tới công kích nhục thể của hắn quá kinh khủng, những này cấp thấp quân sĩ là không cách nào tổn thương hắn, coi như phong vương cấp cũng không thể để hắn thụ thương. Hắn bắt đầu phóng hỏa, hỏa diễm là đại quy mô đồ sát thủ đoạn lợi hại nhất một trong, cái này hỏa diễm nhiệt độ quá cao, yêu tộc quân đội không có tốt chiến giáp, căn bản ngăn không được. Hỏa diễm vừa ra, từng mảnh từng mảnh yêu tộc toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa lăn lông lốc xuống đi. Giang giật không cần quá công kích phức tạp hình thức, chỉ cần xông vào quân đội dày đặc nhất địa phương, sau đó thả ra ngũ sắc hỏa diễm. Ngũ sắc hỏa diễm nốt không chết phong vương cấp, đối phó một chút thần đế thần vương cấp phổ thông quân đội quá đơn giản, một thiêu chết một mảnh. Trốn, câu kiếm không ngốc, nhìn thấy Giang giật thả mấy lần hỏa về sau, 10 vạn đại quân còn lại không đến 2 3 vạn, căn bản ngăn không được Giang giật. Vừa rồi Giang giật giết phong vương cấp như giết chư dương, hắn nếu không trốn kết cục chỉ có một con đường chết. Câu Trần Vương để hắn lưu lại là ngăn cản Giang giật một chút thời gian, để bọn hắn tốt đào tẩu, nhưng căn bản ngăn cản không được sở dĩ hắn lưu lại cùng không lưu lại không có khác nhau tự nhiên sinh lòng ý muốn rời đi vù vù xa một chút yêu tộc quân đội cũng không ngốc bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn giang giật đôi mắt lạnh lẽo làm sao có thể khiến cái này yêu tộc đào tẩu hắn đã tự mình động thủ còn ra động hỏa diễm tự nhiên không thể để cho bất luận cái gì yêu tộc rời đi nếu không dễ dàng tiết lộ phong thanh để cường đại yêu tộc suy đoán ra thân phận của hắn tranh tranh hắn lấy ra cổ cầm tiếng đàn chấn động, sở hữu chạy trốn yêu tộc trốn không thoát, hắn đồng thời lấy ra cán thi bắt đầu một vòng cuối cùng thanh tẩy. Vẹn vẹn hao tốn bốn nén nhang thời gian, 10 vạn đại quân toàn bộ bỏ mình, giang giật tiếp tục quán chú huyền hoàng chi lực kích hoạt khiếu huyệt, tốc độ đạt tới cực hạn hướng đại quân đuổi theo. Câu Trần Vương cùng ba cái đại đế sứ giả tốc độ rất nhanh, vấn đề đại quân tốc độ không nhanh. Tương đối giang giật tốc độ tới nói, đại quân chạy trốn tốc độ giống như thỏ tử chạy, câu trần vương cùng hai vị sứ giả muốn đi theo đại quân sở dĩ tốc độ cũng mau không nổi chỉ là hai nén nhang thời gian giang giật tự đuổi kịp đại quân hắn hóa thành một đạo lưu quang lăng không dạo bước mà đến cái kia như sấm giống thanh âm lần nữa vang vọng khắp nơi câu trần vương có dám một trận chiến 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 cái cuối cùng hồi âm không ngừng theo khắp nơi truyền đến mấy trăm vạn đại quân rất nhiều thân thể run lên ánh mắt hoảng sợ nhìn lại hậu phương bầu trời như thiên thần giang giật Giang giật bề ngoài tựa như một cái phong thần như ngọc tuyệt thế nam tử, giờ khắc này ở sở hữu yêu tộc trong lòng, lại như một tôn hung thần ác sát lấy mạng lệ quỷ đáng sợ. Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả trong con ngươi hàn quang lóe lên, 10 vạn đại quân nhanh như vậy tựu chết hết chẳng lẽ Giang giật trực tiếp phá vây đuổi theo tới. Chiến không chiến, câu Trần Vương nội tâm lần nữa thiên nhân giao chiến, cuối cùng hắn cắn răng vẫn là không dám chiến. Người này một khi nhận sợ lần thứ nhất liền sẽ sợ lần thứ hai, cùng gái lầu xanh đã cởi quần áo ra, tự không quan tâm bị làm sao quất roi. Dù sao mặt mũi đã không còn, hắn không quản được nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng. Cầu bôi, người mang 50 vạn quân đội đi ngăn cản, nhất định phải cho chúng ta kéo một canh giờ. Câu Trần Vương lặng yên truyền âm, chỉ cần kéo một canh giờ, bọn hắn liền có thể trốn xa, đến lúc đó tại chia binh chạy trốn, gian giật truy sát cái này quân đội hắn cũng không dám chia binh, bởi vì rất dễ dàng dẫn đến quân đội tan tác, một khi tan tác kết cục sẽ rất thảm. Một cái câu trần tộc trưởng lão hổ thân thể chấn động, lại chỉ có thể cắn răng điểm đủ 50 vạn quân đội hướng giang giật phóng đi, câu trần vương thì tiếp tục mang theo đại quân chạy trốn mà đi. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, thân thể bay đi vọt vào trong đại quân, bắt đầu lại một vòng đột sát. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỏa diễm có rất nhiều, đương nhiên cũng không phải là vô cùng vô tận, bất quá đốt giết cái này 50 vạn đại quân đã đủ. Lần này tốn hao thời gian lâu dài một chút, hao tốn nửa canh giờ. Dù sao dòng giã 50 vạn đại quân, nếu như không có hỏa diếm từng cái giết, đoán chừng cho giang giật hạ giới tam thiên ba đêm thời gian đều giết không hết. Mà lại đến đằng sau đại quân bắt đầu chạy tán loạn, giang giật chỉ có thể thoáng cái phóng thích thần âm pháp tắc, thoáng cái phóng thích hỏa diễm lẫn nhau giao thế cũng như năm đó ở thanh đế thành. Xác định không có một cái nào còn sống, giang giật về phía tây bên cạnh bắn tới. Câu trần thành tại biên giới tây nam, hắn lại thẳng tắp về phía tây bên cạnh bay đi bởi vì hắn kết luận dùng câu Trần Vương trí thông minh, hắn tuyệt đối sẽ về phía tây bên cạnh bay đi. Hết thảy đều bị hắn đoán chuẩn, tại sau gần nửa canh giờ, hắn lần nữa đuổi kịp đại quân, bất quá lần này hắn không có hô câu Trần Vương, có dám đánh một trận, mà là bạo hống câu Trần Vương, bản tọa liệu định các ngươi sẽ theo bên này trốn. Hừ hừ, coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Xoạt, toàn quân một mảnh xôn xao, Giang giật còn là người sao làm sao bọn hắn hướng bên kia trốn hắn cũng có thể coi là chuyển 50 vạn quân đội chẳng lẽ toàn bộ lại bị diệt. Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả cũng luống cuống, Giang giật đuổi đến quá nhanh, tiếp tục như vậy còn chưa tới câu Trần Thành, sợ là cái này mấy trăm vạn quân đội muốn bị hắn một người cho xử lý A. Tách ra trốn, hắn cùng hai vị sứ giả liếc nhau quyết định chia binh, ba người phân biệt dẫn đầu một quân, Giang giật chỉ có thể truy sát một bên, coi như một đội quân toàn bộ bỏ mình, không phải cũng còn có thể còn lại hai cái sao? Ba vị đại lão chiến ý hoàn toàn không có, chỉ muốn làm sao trốn về câu Trần Thành, trong lòng bọn họ giang giật cái này yêu ma, chỉ có Phượng Nghê mới có thể là đối thủ của hắn. Ba người phân biệt đưa tin cho thủ hạ, sau đó riêng phần mình hướng một cái phương hướng chạy trốn mà đi. Nhưng mà, bọn hắn dạng này trước tiên đào tẩu, phía dưới các tướng quân lập tức luống cuống, vừa đi theo đào tẩu một bên nhanh chóng truyền âm cho riêng phần mình thủ hạ chỉ huy khó tránh khỏi có sơ hở, xuất hiện một chút xíu tiểu hỗn loạn. Quân đội có đi theo bên này trốn, có đi theo bên kia trốn, lẫn nhau bắt đầu xung kích đối phương quân trận, dẫn đến đằng sau càng ngày càng loạn. Quân đội hoặc là bất loạn, một khi loạn, cái kia chính là chí mạng. Quân trận bất loạn, chỉ ít chỉ huy hệ thống sẽ không loạn, coi như tao ngộ bất kỳ tình huống gì, các cấp sĩ quan có thể trước tiên chỉ huy bản trận, loạn thành nhất đoàn, còn thế nào chỉ huy. Xuất kích, vào thời khắc này, giang giật một tiếng bạo giống, vang vọng phương viên mấy chục vạn lý. Rất nhanh bên trái bầu trời vang lên một đạo tiếng cười lớn, ha ha ha, Câu Trần Vương, bản vương chờ ngươi rất lâu, ngươi còn muốn trốn. Ha 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 ha, bên phải đồng dạng vang lên một tiếng khoái ý tiếng cười to, một đạo sát khí bừng bừng tiếng giống vang lên, Hạn Bạt Vương ở đây, đầu hàng không giết, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên Bằng Vương ở đây, phía trước lần nữa truyền đến một đạo đánh vỡ thương khung tiếng giống to tiếp lấy phía trước bầu trời cuối cùng một mảnh lít nha lít nhít đại quân gào thét mà đến, khoảng cách còn có ngàn dặm, kia nồng đậm sát khí tựu phô thiên cái địa tràn ngập mà đến rồi. Cái này, làm sao có thể, câu Trần Vương chạy vội thân thể thoáng cái dừng lại, trong mắt đều là chấn kinh ngạc, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương làm sao có thể ở chỗ này mai phục chẳng lẽ đoán chắc bọn hắn hội chạy trốn tới nơi này. Hắn thần thức quét qua càng là kinh nghi bất định, bởi vì bạo long vương bọn hắn phân biệt mang theo 200 vạn quân đội, thanh linh bộ hạ của quân đội có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Nhiều như vậy đại quân làm sao có thể lặng yên mai phục đi bọn hắn hậu phương, mà bọn hắn trinh sát nhưng không có bất luận phát hiện gì. Trốn, giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, câu Trần Vương quét qua phía bên mình quân đội, phát hiện quân tâm hoàn toàn không có, sĩ khí xuống tới cực điểm, loạn thành nhất đoàn căn bản là không có cách khai chiến, đoán chừng đối phương đại quân tấn công một đòn lập tức hội tán loạn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, cũng không kể quân đội, đơn độc hướng một cái hướng khác bắn tới. chương 1789, bắt sống Phượng Nghê. run dày, đầu tiên chú trọng là Lương Thảo cùng Hậu Phương, đương nhiên cảnh giới đạt tới cái này cấp bậc, Lương Thảo những này đã không trọng yếu. Có thể đạt tới thần vương thần đế cấp bậc quân đội, coi như mấy tháng không ăn không uống cũng không đói chết. Tiếp theo thì là quân lực, giống như một bên quân lực là một bên khác gấp 10 gấp trăm lần, đó căn bản không cần đánh, trực tiếp nghiền ép lên đến, nhẹ nhóm có thể ép thành mảnh vỡ. Mà tại song phương quân lực không sai biệt lắm tình huống dưới, chiến thuật thì trở nên phá lệ trọng yếu. Binh giả, quỷ đạo giả, cái này quỷ đạo nói liền là chiến thuật. Giang giật lần này chiến thuật dùng đến rất hoàn mỹ, đầu tiên là đưa mấy chục vạn quân đội cho đông vực liên quân bên này ăn, bày ra địch dùng yếu, a à a à đối phương, làm cho đối phương biến thành kiêu binh. Tiếp lấy dẫn phát trong bọn họ tâm tham lam, để bọn hắn cải biến chiến thuật, không còn dựa theo phượng nghe chế định chiến thuật hành động, tại câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả mang binh đuổi theo thời điểm, kỳ thật lần này chiến đấu kết cục đã chú định. Về sau Giang giật đơn đao đi gặp, dọa lui mấy trăm vạn quân đội, để bọn hắn trong cảm giác kế, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn chạy trốn. Câu Trần Vương bọn hắn lần này chém giết bên này gần trăm vạn quân đội, chiến lược mục đích đã đạt đến, tăng thêm Giang giật uy danh, cùng cho là có mai phục tự nhiên là lui. Trên thực tế, Giang giật bên kia thật không có mai phục, mai phục tại bên này. Bạo Long Vương mang theo Giang Giật Thiên Hàn Châu, Lặng Yên mang theo mấy trăm vạn quân đội tới nơi này, bí mật ẩn núp, đây cũng là bên này trinh sát không có phát hiện nguyên nhân. Bạo Long Vương thực lực cỡ nào, bình thường trinh sát làm sao có thể phát hiện hắn. Có Thiên Hàn Châu, mấy trăm vạn quân đội tùy ý đặt vào, lần trước tại Ác Ma Thâm Uyên đánh hai lần chiến dịch, liền là dựa vào Thiên Hàn Châu lập xuống kỳ công. Giang Giật không có tại bắt đầu địa phương mai phục, dụng ý hết sức rõ ràng bởi vì khi đó câu trần vương quân đội sĩ khí rất tràn đầy, đánh mấy lần thắng chiến, sĩ khí không có khả năng thoáng cái tựu tinh thần xa sút đi xuống. Sở dĩ hắn lẻ loi một mình truy sát mấy trăm vạn đại quân, lần lượt tan giã tinh thần của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này câu Trần Vương cùng hai cái đại đế sứ giả chia binh, gây nên hỗn loạn, sĩ khí cùng quân tâm đạt đến điểm thấp nhất, đây mới là thích hợp nhất khai chiến chiến cơ. Sĩ khí đối với một mực chỉ quân đội phi thường trọng yếu, giống như sĩ khí toàn thịnh, đội quân này một phần chiến lược có thể phát huy ra 10 phần. Trái lại cho dù có 10 phần chiến lực, cũng chỉ có thể phát huy ra một phần tới. Ngay từ đầu tựu mai phục, vậy cũng có thể thắng, nhưng giết địch 3.000 tự tổn 800. Thanh linh bộ hạ cũ còn có bao nhiêu quân đội giang giật tiêu xài không tầm thường, lại tiêu xài, cái này chiến căn bản không cần đánh. Muốn nuốt vào cái này 600 vạn quân đội, phía bên mình quân đội còn muốn không tổn hại quá nhiều, đây mới là hoàn mỹ nhất chiến thuật. Giờ phút này câu Trần Vương chạy trốn, lần này chiến dịch liền càng thêm hoàn mỹ hai vị đại đế sứ giả xem xét lập tức nổi giận người nhà chính mình cũng mặc kệ các người đông vực quân đội chúng ta còn quản cái giám a đông vực vạn tộc coi như diệt đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lập tức hai cái đại đế sứ giả cũng hấp tấp chạy tam quân chủ soái chạy trốn kết cục là dạng gì chủ soái vừa trốn tướng quân không làm lão đại đều chạy trốn bọn hắn cũng không đi quản những cái kia tiểu đệ yêu chết không chết toàn bộ đi theo hướng bốn phương tám hướng trốn phía dưới quân đội toàn bộ trợn tròn mắt đám này lão đại làm sao dạng này a à đều mặc kệ bọn hắn vốn là còn một chút quân đội nghĩ liều chết chống cự một trận xem xét các lão đại đều đang lẩn trốn đương nhiên sẽ không ngu như vậy đi theo hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mấy trăm vạn quân đội bắt đầu tan tác đầy khắp núi đồi đều là quân đội rất kỳ quái một cái hiện tượng rất nhiều chạy tán loạn quân đội ngay từ đầu là hướng giang giật bên này vào tới mà ở nhìn thấy giang giật về sau lập tức hướng hai bên đi vòng qua không có một cái nào binh sĩ dám công kích giang giật sở hữu nhìn thấy giang giật binh sĩ trong mắt đều là sợ hãi, cũng cảm giác giống như xem như ma quỷ. Tranh tranh, giang giật lấy ra cổ cầm bắt đầu đàn tấu, chiến cuộc thuận lợi như vậy, hắn còn không biết nắm chắc cái kia chính là ngu ngốc rồi. Đàn của hắn âm thanh vừa vang, phụ cận trăm vạn quân đội đều trốn không thoát, càng xa xôi quân đội tốc độ trở nên chậm. Mà đổi thành bên ngoài ba góc trời bên cạnh ba cái đại quân hóa thành ba đạo thép thiết hồng lưu cuồn cuộn mà đến, vô số yêu tộc quân sĩ trên tay chiến đao sáng lên từng đạo hàn quang uyển như tử thần cái kia thanh thu hoạch sinh linh liêm đao đồ sát bắt đầu bạo long vương cùng hạn bạt vương thiên bằng đã sớm đạt được giang giật mệnh lệnh nếu là câu trần vương bọn hắn chạy trốn không nên giết lần này giang giật mục đích là nuốt vào cái này mấy trăm vạn quân đội trọng thương đông vực liên quân nguyên khí cái này mấy trăm vạn quân đội đều là tinh nhuệ chi sư không ít là câu trần tộc đại quân giết những này quân đội so chém giết câu trần vương bọn hắn càng có lời Ba vị tộc phương một ngựa đi đầu, mang theo quân đội trùng sát mà đến, bọn hắn đều không có dây dưa, mà là như ba thanh đao nhọn theo chạy tán loạn trong quân đội đâm xuyên đi qua, đem bọn hắn vốn là loạn quân trận lần nữa xông loạn. Đâm xuyên trở ra, tiếp lấy quay đầu lại một lần nữa đâm xuyên. Loại chiến thuật này phi thường hữu hiệu, quân địch căn bản là không có cách ngăn cản, dù sao phía trước là Bạo Long Vương cùng một đám phong vương cấp, ai cản ai chết a. Không có quân đội có thể ngăn cản, có thể phản kích vậy chỉ có thể bị bên này xem như bia ngắm công kích, tử thương có thể nghĩ. Một vòng, hai vòng, năm vòng, Giang giật vẫn tại đánh đàn, đương nhiên không có phóng thích thần âm thiên kỹ, càng không có quân đội dám tới gần hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, nhìn qua từng mảnh từng mảnh yêu tộc bị vô tình đổ sát, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, hắn đương nhiên không thể lộ ra nửa điểm không đành lòng, nhất định phải như tử thần vô tình. Kẻ làm tướng, lòng dạ đàn bà kia là tối kỵ chiến tranh vốn chính là vô tình nếu có tình cũng sẽ không phát sinh chiến tranh rồi chiến tranh mục đích hoặc là vì xương bá hoặc là chính là vì tự vệ thanh linh bộ hạ cũ bên này là vì tự vệ không chiến sở hữu yêu tộc đều muốn diệt việt đã như vậy hắn làm sao có thể nhân từ đối đãi địch nhân nhân từ cái kia chính là đối đãi thanh linh bộ hạ cũ tàn nhẫn chiến âm thanh oanh minh tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt tiên huyết đang bay tung tóe chân cụt tay đứt vẩy khắp toàn bộ hoang nguyên nơi này biến thành luyện ngục. Thanh linh bộ hạ cũ đại quân từng mảnh nhỏ thu hoạch sinh mệnh, bên này căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn, chỉ có thể quỳ xuống nất cầu xin tha thứ. Không muốn tù binh, đây là giang giật đã sớm quyết định sách lược, bọn hắn không có quá nhiều quân đội đến trông coi tù binh, không có thời gian đi cảm hóa hợp nhất tù binh, kia chỉ có vô tình chém giết. Tiên huyết hội tụ thành sông, mùi máu tươi tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Tại sao ba canh giờ mấy trăm vạn quân đội chủ lực toàn bộ bị chém giết, còn lại gần trăm vạn quân đội hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả càng là trốn xa. Ba vị tộc vương mang theo đại quân truy sát ba vạn lý, toàn thân đều là huyết, nhưng trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động. Lần này bọn hắn vẻn vẹn tử thương không đến 30 vạn quân đội, lại chém giết đối phương dòng dã 500 vạn đại quân, lớn như thế thắng để sở hữu quân sĩ đều hận không thể đối giang giật quỳ bái. Mặc dù chạy trốn gần trăm vạn quân đội, nhưng giang giật có mệnh lệnh, chỉ truy sát ba vạn lý, ba vị thống soái chỉ có mang binh trở về. Giang giật còn tại đại chiến trường phụ cận một tòa sơn mạch bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, suy yếu kỳ tới, cũng may có thần thụ diệp suy yếu của hắn kỳ biến ngắn, cũng sẽ không suy yếu tới cực điểm. Tham kiến cửu đại nhân, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương mang theo đại quân chỉnh tề đứng tại dưới núi, ba vị đại lão đột nhiên một chân quỳ xuống, 600 vạn đại quân lập tức quỳ theo hạ quát lớn tham kiến cửu đại nhân. Ha ha, Giang giật mở to mắt cười nhạt một tiếng, minh bạch bọn hắn dùng loại phương thức này biểu đạt đối với mình cảm kích cùng sùng kính, ánh mắt của hắn tại trên đại quân nhìn lướt qua, thản nhiên mở miệng nói, còn không có giết đủ sao vậy thì tốt, ta mang các ngươi tiếp tục đánh tới, chúng ta lần này giết vào. Câu Trần Thành, đem Phượng Nghê bắt sống, toàn trường thạch hóa, chương 1790, ngươi, cũng không được, ngu xuẩn, tốt đẹp tình thế bị ba người các ngươi toàn bộ tống táng. Câu Trần Thành bên trong, lại tới đây chưa hề nổi giận, thậm chí sắc mặt đều không có thay đổi phượng nghe lần thứ nhất nổi giận. Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả niên kỷ so cái này tiểu công chúa cũng không biết to được bao nhiêu lần, lại đỏ bừng cả khuôn mặt đứng đấy bị của mắng, không dám phản bác một câu. Không thể không nói, Phượng Nghê niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng nổi giận lại làm cho câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả cảm giác được một loại đặc biệt uy áp, tựa như bị riêng phần mình đại đế răn dậy. Trước khi đi ta và các người bàn giao hai bên, chỉ cần các ngươi không tham công liều lĩnh, lần này ngươi chơi như thế nào đều là thắng các ngươi là thế nào làm giết đối phương gần trăm vạn quân đội liền cho rằng không tầm thường sáu trăm vạn tinh nhuệ a à, tươi sống bị các ngươi tống táng phượng nghe gương mặt xinh đẹp rét lạnh đẹp mắt lông mày nhào thành một cái chữ xuyên nguyên bản nàng coi là lần này tương đối ổn trọng câu trần vương đi nàng lặp đi lặp lại bàn giao không đến mức ra lớn như vậy cái sọt lại không nghĩ rằng nàng vẫn là đánh giá cao câu trần vương một tướng vô năng mệt chết tam quân chiến thuật của nàng không có bất cứ vấn đề gì liền là đi chấp hành đại tướng quá vô năng, sống sờ sờ đem tốt đẹp thế cục cho tống táng. Câu Trần Vương nhìn xem lông mày nhíu chặt Phượng Nghê, nguyễn động thoáng cái bờ môi, nơm nấp lo sợ nói ra, nghe công chúa, tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng a à đối phương quân đội cũng không nhiều, chúng ta bên này còn có thể tập kết một ngàn hai vạn, là đối phương gấp hai, chỉ cần đằng sau không ra vấn đề, chúng ta vẫn có thể chắc thắng. Chắc thắng, Phượng Nghê đùa cợt cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, ta vốn cho là đầy đủ đánh giá cao cái kia cửu đại nhân, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp hắn ai lần này đại bại ta cũng có trách nhiệm nếu như ta tự mình theo quân xuất chiến làm sao cũng không trở thành rơi vào lớn như thế bại các ngươi cái này mấy trăm vạn quân đội một phong không sao lại đem chúng ta xong phương thế cục triệt để nghịch chuyển bên kia chiếm cứ thượng phong giống như có thể đỡ nổi bọn hắn cái này đợt phản công chúng ta còn có cơ hội thắng nếu không sẽ thất bại thảm hại phản công câu trần vương cùng hai cái sứ giả liếc nhau có chút chấn kinh ngạc còn có một số mê hoặc, thần nghe sứ giả dừng một chút hỏi, nghe công chúa, không có nghiêm trọng như vậy chứ bọn hắn cứ như vậy điểm quân đội dám phản công chẳng lẽ bọn hắn mặc kệ kia vài ức con dân mà lại coi như phản công chúng ta cũng không sợ a à, chúng ta còn có hơn một nghìn vạn quân đội đâu. Người biết cái gì, Phượng nghe trợn trắng mắt, u u thở dài giải thích nói, chúng ta đều đánh giá thấp cái này cửu đại nhân a à, Bọn hắn lần này chiến thuật có thể xưng hoàn mỹ, nhất hoàn tiếp nhất hoàn. Mà lại người này không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình người cũng hung ác. Mấy chục vạn quân đội mí mắt đều không nháy mắt trực tiếp tặng cho các người giết, mà lại hắn còn có cao cường vũ lực, đáng sợ như vậy nhân vật đơn giản chưa từng nghe thấy. Phượng Nghê dừng một chút, tiếp tục nói ra, nếu như là cái khác chủ soái ta không đến mức bi quan như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, hắn giờ phút này đã mang binh đánh vào tới, bọn hắn nắm giữ một cái siêu cấp lớn không gian thần khí, có thể mang binh man thiên quá hải, chúng ta trinh sát căn bản dò xét không đến. Lần này chúng ta tử trận 600 vạn tinh nhuệ, đối với sĩ khí là phi thường lớn đả kích, cho hắn liên tục phá mấy cái thành trì, đối với quân tâm chính là chí mạng. Một khi chúng ta bên này liên quân loạn, đừng nói 1.200 vạn quân đội, coi như 50 triệu cũng không được việc. Còn như, kia vài ức yêu tộc giờ phút này chúng ta bên này sĩ khí yếu như vậy, giống như còn mang binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cửu đại nhân có thể nhẹ nhõm dậy các ngươi làm người, đi bao nhiêu quân đội chết bao nhiêu quân đội. Một phương một khi chiếm cứ thượng phong, một phương khác ngàn vạn không thể đi cản phong mang của hắn, nếu không kết cục chính là vạn kiếp bất phục, không tin tưởng các ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm thoáng cái trinh sát, giờ phút này tình báo hẳn là đến. Phượng nghe sau khi nói xong, lâm vào thật sâu trong trầm tư, không nói gì nữa. Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả liếc nhau, chỉ có thể lui ra, bất quá một nén nhang sau ba người lại trở về, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Công chúa thần cơ diệu toán, câu Trần Vương tự trách không người nói ra, vừa mới nhận được tin tức, quỷ sa thành bị công phá, thành nội hơn 70 vạn quân đội toàn quân bị diệt. Hết thảy đều tại phượng Nghê trong dữ liệu, Giang giật lợi dụng siêu cấp lớn không gian thần khí đem quân đội đặt vào, sau đó tiềm hành vào đây bắt đầu phản công. Quỷ sa thành tại câu trần thành mặt phía bắc, là phương bắc bình chướng, phượng nghe ở bên kia chú quân 70 vạn, bị Giang giật bọn hắn đánh trở tay không kịp, nhẹ nhóm đánh tan. Phượng nghe tựa như không có nghe được bẩm báo, bưng một cái cái chén nhắm mắt lại trong trầm tư, không để ý đến câu Trần Vương bọn hắn. Ba người đứng thật lâu, cuối cùng câu Trần Vương không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi, nghề công chúa, bên kia đã có lớn như vậy không gian thần khí, vì sao ngay từ đầu tựu không mang binh vào đây đánh lén nếu không kia 200 vạn quân đội cùng Long Ngạo cũng sẽ không vô ích đưa cho chúng ta nuốt lấy, mà làm gì tựu dám phản công. Vấn đề này không chỉ câu Trần Vương không nghĩ ra, hai vị sứ giả đồng dạng không nghĩ ra, Phượng Nghê mở to mắt, đầy mắt thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi trí thông minh này, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể trở thành chúa tể một phương cũng là đáng quý. Vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra ngay từ đầu bọn hắn đối đông vực bên này hai mắt đen thui, xông tới chịu chết sao cái kia cửu đại nhân là cái trí giả, trí giả thường thường sẽ không đánh không có chuẩn bị chiến. Bọn hắn chiếm cứ thượng phong, đánh một trận đại thắng chiến, dùng cửu đại nhân trí tuệ, làm sao có thể không thừa thắng xông lên mang theo đại thắng chịu uy mở rộng chiến quả, nếu như ngay cả điểm ấy hắn cũng không biết, hắn cũng không thắng được các ngươi, Câu Trần Vương ba người nghe được cái hiểu cái không, cũng không tốt hỏi nhiều. Câu Trần Vương lần nữa khom người nói, nghe công chúa, chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ mặc cho hắn bên này giết mấy chục vạn quân đội, bên kia giết mấy chục vạn tiếp tục như vậy quân tâm muốn toàn bộ tán loạn a? đến lúc đó đoán chừng chúng ta đều không chấn áp được. Phượng nghe khoát tay áo, trực tiếp hạ lệnh, trước tập kết quân đội đi, đem phía ngoài quân đội toàn bộ tập kết đến câu Trần thành phụ cận. Câu Trần Vương có chút không hiểu, nháy nháy mắt hỏi, toàn bộ quân đội triệu tập tới kia vạn tộc tộc nhân mặc kệ giống như bọn hắn trắng trợn đồ sát, quân tâm đồng dạng muốn tán loạn a. Lần này đông vực vạn tộc tộc nhân toàn bộ di chuyển đi qua, khoảng chừng vài tỷ, nhiều như vậy yêu tộc không có khả năng tại mấy cái sơn trong cổ an trí. Kia vài tỷ yêu tộc vây quanh câu trần lĩnh, tại phụ cận mấy trăm cái sơn trong cổ an trí. Giống như phía ngoài quân đội đều rút về đến, những này yêu tộc con dân tự toàn bộ bại lộ tại thanh linh bộ hạ cũ đồ đau hạ. Cho bọn hắn giết, Phượng Nghê trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, đằng đằng sát khí quát khẽ nói, quân đội một khi không còn, cái gì cũng bị mất. Đâu còn quản được những cái kia cấp thấp yêu tộc vài tỷ yêu tộc bọn hắn có thể toàn bộ giết bọn hắn giết đến tay không mềm sao giống như các ngươi không muốn thất bại thảm hại, lập tức đem quân đội triệu tập trở về, phong tỏa bên ngoài hết thảy tin tức, quân đội nếu có náo động, cho bản công chúa thiết huyết chân áp. Tuân mệnh, cảm nhận được phượng nghe trên người sát cơ, câu trần vương cùng hai cái sứ giả có chút không rét mà run, không còn dám nhiều lời chỉ có xuống dưới an bài bố trí. Phượng Nghê không hề ngồi xuống, thản nhiên đi ra tòa thành, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý, nhẹ giọng nói ra, cửu đại nhân, trò chơi vừa mới bắt đầu, tại thiên yêu giới có thể thắng ta Phượng Nghê còn chưa ra đời, ngươi. Cũng không được, chương 1791, Phượng Nghê Tâm. Câu trần thành phía tây hỏa điều thành nội, một bóng người đột nhiên tại thành trì trên tường thành hiển hiện, người này một bộ váy trắng, khuôn mặt như đau gọt phủ đúc, ánh mắt tựa như nhật nguyệt tinh thần, không bằng hắn hai đầu mày kiếm lại sâu sâu nhân lại, nhìn qua trống rỗng thành chỉ có chút im lặng. Hắn vừa mới đi hắc hộp thành, đồng dạng trong thành chỉ cũng là trống rỗng, nguyên bản hắn coi là hắc hộp thành không có chú quân, đến hỏa điều thành sau mới xác định, đối với phương ngoại rộng quân đội toàn bộ rút lui. Hung ác, giang giật tại trên tường thành đứng một hồi, trên mặt lộ ra một vòng khâm phục, liền xem như địch nhân, hắn đối cái này phượng nghe xem như hoàn toàn phục. Trên đường đi hắn đi tới, có thể tại phủ cận sơn trong cổ nhìn thấy vô số yêu tộc đủ loại yêu tộc đông vực vạn tộc hẳn là đều bị di chuyển đến phủ cận mà phượng nghe vì ứng phó sự phản công của hắn thế mà đem quân đội đều rút lui đem cái này mấy chục trên trăm ước yêu tộc vứt bỏ mặc kệ đây là cỡ nào quyết đoán dù sao nếu như là hắn tuyệt đối hung ác không dưới cảm thấy mệnh lệnh này ông hắn thiên hàn châu sáng lên bạo long vương hạn bạt vương cùng thiên bằng vương xuất hiện ba vị này vừa ra tới lập tức đằng đằng sát khí thần thức bốn phía liếc nhìn ba người ở bên trong là thời khắc chờ lệnh, vừa để xuống ra liền có thể khai chiến. a à, ba người liếc nhìn một vòng, phát hiện trong thành trì trống rỗng, nháy nháy mắt nhìn về phía giang giật. Hạn bạt phương tính tình gấp, liên thanh hỏi, cửu đại nhân, làm sao thành nội không có quân đội? Rút lui, giang giật có chút nhức đầu gãi đầu một cái nói ra, cái này phượng nghe quá độc ác, đem sở hữu quân đội triệt hồi câu trần thành, thế mà mặc kệ kia vài tỷ yêu tộc. Chúng ta muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, chỉ có thể đánh tới câu trần thành cái gì bạo long vương ba người đầy mắt chấn kinh lập tức hạn bạt vương rất nhanh đằng đằng sát khí quát đã bọn hắn mặc kệ vậy chúng ta tựa từng mảnh từng mảnh đổ sát mà đi những này cấp thấp con dân một khi tử thương quá nhiều quân đội của bọn hắn khẳng định quân tâm đại loạn đến lúc đó chúng ta trực đảo hoàng long nhất cử giết vào câu trần thành bắt sống phượng nghe giống như run rẩy dễ dàng như vậy lời nói người hạn bạt vương đã sớm xương bá đông vực giang giật trợn trắng mắt nội tâm có chút trần chờ bất định Hạn bạt vương phía trước câu nói kia nói rất có đạo lý, chỉ là như vậy đồ sát cấp thấp yêu tộc, không khỏi hữu thương thiên hòa. Cũng cảm giác tại thiên tinh đại lục đồ sát tay không tất sát bình dân, mặc dù những này là yêu tộc, động thủ cũng không phải hắn, nhưng giang giật luôn cảm giác cảm giác khó chịu. Đồ sát loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải là vì một loại nào đó chiến lược mục đích, là hoàn toàn không cần thiết. Giang giật đồ sát quân đội không hiểu ý mềm, nhưng có chủ tâm đi đồ sát bình dân, hắn không bao giờ không cách nào quyết định. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, xem Giang Giật vài lần, hai người đều đoán được Giang Giật hạ không được sát tâm. Bạo Long Vương mở miệng nói, cửu đại nhân, những sự tình này chúng ta đi làm đi, yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không mảng lớn đổ sát, chỉ cần có thể ảnh hưởng đối phương quân tâm, có thể đem đối phương quân đội bước đi ra là được rồi. Vậy được, Giang Giật trầm tư một trận, gật đầu nói các người khác đừng mang đội, tự ba người đi động, lời như vậy đi tự nhiên. Ta lặng yên tiềm hành đi câu trần lính dò xét tình huống, đối phương như xuất binh, ta có thể trước tiên mang binh phục kích. Cái này, ba người có chút không yên lòng, bạo Long Vương nói ra, cửu đại nhân, người độc thân đi câu trần lính hội sẽ không không an toàn nếu không ta đưa ngươi đi, để bọn hắn đi đổ sát là được. Cái gì gọi là lẻ loi một mình? Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta đây không phải mang theo mấy trăm vạn đại quân sao yên tâm đi, trong khoảng thời gian này bọn hắn đại quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí đại yếu phượng nghê không phải là đồ ngốc không có khả năng xuất binh nàng đã đem sở hữu quân đội triệu hồi đi không có vạn toàn kế sách trước chắc chắn sẽ không loạn động lại nói coi như đến một hai cái ngụy đế cấp cũng giết không được ta ta có thần diệp đâu bạo long vương ba người nghĩ nghĩ đích thật là chuyện như thế giang giật nhục thân cường đại trên người có cường đại chiến giáp còn có thần diệp coi như đến một hai cái ngụy đế cấp thời gian ngắn khẳng định giết không chết hắn giang giật cùng bạo long vương ba người thương nghị một phen xác định các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh mọi người ứng phó như thế nào, cuối cùng ở đâu gặp mặt loại hình, giang giật tựu lặng yên tiềm ẩn rời đi. Giang giật tiềm ẩn thuật đã đại thành, linh hồn giờ phút này trở nên rất cường đại, tiềm ẩn thuật càng mạnh mấy phần, không cần mị ảnh vương yếu. Phong vương cấp khẳng định là không cách nào dò xét đến hắn, chỉ có ngụy đế cấp linh hồn cường độ đoán chừng mới có thể phát hiện hắn. Sở dĩ hắn phi thường yên tâm hướng câu trần thành phương hướng tiềm hành mà đi, đương nhiên hắn tránh khỏi một chút yêu tộc dày đặc địa phương, cũng không dám dùng thần thức dò xét, cứ như vậy điệu thấp hướng câu trần thành tới gần. quả nhiên trên đường đi giang giật không nhìn thấy bất luận cái gì quân đội, đồng phục đều là cấp thấp yêu tộc, mà lại số lượng rất rất nhiều, đầy khắp núi đồi xâm lâm hạp cốc sơn trong khe đều là những này yêu tộc đều hứng chịu tới mệnh lệnh, không có đi loạn. thành thành thật thật tại địa điểm chỉ định ở lại, một cái tộc đàn một cái tộc quần đếm không hết. xuyên qua dòng dã sáu bảy cái sơn lính, giang giật rốt cục đã tới câu trần lính phụ cận lần này hắn không dám mạo hiểm vậy mà tiến vào, bởi vì toàn bộ câu trần lĩnh đều bị đại quân phong tỏa, khắp nơi đều đóng quân quân đội, khắp nơi là tuần tra quân sĩ, còn có vô số mai phục mật thám, giang giật tiềm ẩn thuật rất lợi hại. vấn đề là câu trần trong cổ quân đội nhiều lắm, nói không chừng đi tới đi tới đều có thể đụng vào một cái, thỉnh thoảng còn có thể đạp chúng một hai cái mai phục tại lòng đất chạm gác ngầm. nhiều như vậy đại quân đóng quân, khẳng định lại có rất nhiều phong vương cấp, nói không chừng cũng sẽ có ngụy đế cấp. Giang giật không có lớn như vậy tự tin, càng sẽ không cuồng vọng đến có thể nhẹ nhõm đối đầu mấy cái ngụy đế cấp không chết. Quanh hắn lấy câu trần lĩnh dạo qua một vòng, xác định mấy món sự tình. Kia hơn một nghìn vạn quân đội đều triệu tập tới câu trần lĩnh, tự theo câu trần lĩnh bên trên chú quân liền có thể thấy đốm, phong tỏa câu trần lĩnh quân đội tự ít nhất đạt đến 300 vạn. Giang giật tùy ý tưởng tượng tự minh bạch phong tỏa dụng ý, cái này rõ ràng là không muốn để cho phía ngoài tin tức, dẫn đến này một ngàn vạn hơn quân đội quân tâm bất ổn, phong tỏa hết thảy tin tức, mặc cho bên ngoài giết đến thiên hôn địa ám, đem vài tỷ yêu tộc đều giết tuyệt, những này quân đội cũng sẽ không biết được bất cứ tin tức gì. Giang giật tại câu trần lính bên ngoài trên một ngọn núi ẩn núp đi, ở trên cao nhìn xuống lẳng lặng chờ đợi bạo long vương bọn hắn hành động, chờ đợi câu trần trong cổ phản ứng. Vẹn vẹn người cái canh giờ, tự không ngừng có trinh sát chạy như bay đến, xông vào câu trần lính. Rất rõ ràng bạo long vương bọn hắn động thủ, bắt đầu đồ sát những cái kia cấp thấp yêu tộc, những này trinh sát đem tin tức truyền về câu Trần Thành bên trong, truyền cho Phượng Nghê các nàng. Để Giang giật rất thất vọng sự tình phát sinh, câu Trần Quân không có nửa điểm dị động, những cái kia trinh sát trở ra bọt nước đều không có bốc lên một cái. Phượng Nghê tim rắn như thép, căn bản không quản phía ngoài yêu tộc, mặc cho bạo Long Vương bọn hắn chém giết, liền là bất phi sở động. Quan sát giới tam thiên thời gian, ở trên trăm cái trinh sát tiến vào câu Trần Lính, đại quân vẫn là không có bất luận cái gì dị động về sau, Giang giật lặng lẽ lui về sau. Phượng Nghê Tâm quá kiên định, dạng này là bức không ra quân đội của bọn hắn. Quân đội bất loạn, Giang giật thì không có khả năng mang theo đại quân xung kích câu trần lính, trừ phi hắn nghĩ ngọc thạch câu phần. Sở dĩ tiếp tục đổ sát xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Giang giật quyết định trở về ngăn cản bạo Long Vương ba người đổ sát. Hắn nghĩ tới một cái hữu hiệu hơn biện pháp, giống như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đại chiến bọn hắn đem có thể đại hoạch toàn thắng chương 1792, Diệu Kỳ, Giang giật nhẹ nhóm tìm được bạo Long Vương ba người, bọn hắn chính nhàm chán tại đồ sát, loại này đồ sát đối với bọn hắn cái này cấp bậc tới nói, không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Đừng giết, rút lui, Giang giật lặng yên truyền âm cho ba người, ba vị đại lão giật mình lấy là địch mới cường giả giết tới vội vàng triệt thoái phía sau. Giang giật rút lui chăm giảm hậu thân con hiển lộ ra, chờ đợi bạo Long Vương bọn họ chạy tới, trầm giọng nói ra, đừng giết. Bọn hắn quân đội đều không nhúc nhích, mà lại phong tỏa tin tức, các ngươi đem toàn bộ yêu tộc đều giết sạch cũng vô dụng. Bạo Long Vương ba người sắc mặt trầm xuống, có chút không biết làm sao bây giờ, Hạn Bạt Vương trong mắt hung quang lóe lên nói, nếu không chúng ta trực tiếp giết vào câu Trần Lĩnh đi, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Là muốn quyết chiến, nhưng không phải, Giang giật trong tay giới chỉ quang mang không ngừng lấp lánh, đem sở hữu đại quân đều phóng ra, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, sở hữu quân đội phóng suốt về sau, Giang giật lúc này mới lấy ra một tấm địa đồ, trầm giọng hạ lệnh, bảo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương các người phân biệt xuất lĩnh 200 vạn quân đội, theo cái này ba phương hướng đánh tới. Chú ý, các người mục đích lần này không phải đổ sát cấp thấp yêu tộc, mà là đem những này cấp thấp yêu tộc hướng câu trần trong cổ đuổi, hiểu không? Đuổi, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, trong đôi mắt đồng thời sáng lên, hai người lập tức minh bạch sang giật dụng ý. Đem những cái kia yêu tộc hướng câu trần lĩnh tiến đến, dạng này không chỉ có thể làm cho đối phương quân tâm bất ổn, còn có thể xung kích bọn hắn quân trận, một khi đối phương quân trận vừa loạn, bọn hắn liền có thể đánh thẳng một mạch, trực đảo Hoàng Long, giết vào câu Trần Thành. Còn có một điểm phải chú ý, Giang giật lần nữa truyền âm dặn dò, các ngươi xua đuổi không thể quá nhanh, bản trận ngàn vạn không thể loạn, mà lại nhất định phải dựa theo ta chỉ định lụa tuyến tiến lên, nếu có bất kỳ tình huống gì, hướng cái phương hướng này hội tụ, không phải cùng quân địch dây dưa. Rõ! Ba người phân biệt lĩnh mệnh mang binh rời đi, Giang giật lần nữa lẻ loi một mình hướng câu trần lĩnh ẩn núp mà đi. Hắn là lợi hại nhất trinh sát, phụ cận sơn lĩnh đều là yêu tộc, đều là chạm gác ngầm, khác trinh sát khẳng định không cách nào xâm nhập. Chỉ có thể hắn tự mình đi dò xét, nắm giữ quân địch nhất cử nhất động, mới có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Hao tốn 10 cái canh giờ, Giang giật lại về tới câu trần lĩnh phụ cận này tòa đỉnh núi, hắn ẩn núp đi lẳng lặng chờ đợi. Lần này đợi rất lâu, Câu trần bên trong đại quân vẫn là không có bất kỳ cử động nào, từng cái trinh sát hồi báo tin tức, điều này nói rõ bạo long vương bọn hắn đã trải qua rồi xua đuổi yêu tộc. Yêu tộc muốn xua đuổi tới, cần một chút thời gian, dù sao cấp thấp yêu tộc tốc độ chậm, đại quân khoảng cách bên này có mười mấy cái sơn lĩnh, ít nhất cần hạ giới mười mấy ngày thời gian. Giang giật cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng trông về phía xa lấy câu trần lĩnh bên kia quân đội, chờ lấy phượng nghê xuất thủ hóa giải nguy cơ. Cái này mưu kế rất độc ác, chỉ cần ba cái đại quân xua đuổi vài ức cấp thấp yêu tộc tới, câu trần lính quân đội sẽ lập tức đại loạn. Nhìn phía xa con dân bị tàn sát, những này quân đội còn thế nào có thể bất động hợp tác? Nhiều như vậy yêu tộc một khi xung kích quân trận, không có khả năng bất loạn, đối phương quân đội không có khả năng chém giết chính mình bản tộc con em, khó tránh khỏi sẽ thả không ra tay chân công kích, đến lúc đó sẽ bị bên này quân đội nhẹ nhõm tách ra quân trận, tiếp theo đổ sát. Phượng Nghê, lần này xem ngươi làm sao phá cục. Giang giật ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tựa như hai cái cao minh kỳ thủ đang đánh cờ. Giang giật giờ phút này hạ một chiêu diệu kỳ, tự nhìn đối phương làm sao phá giải. Công chúa, không xong, câu trần thành bên trong, câu trần vương cùng hai cái sứ giả nhanh chân đi vào đây. Câu trần vương sau khi đi vào lập tức bẩm báo nói, trinh sát hồi báo, bạo long vương cùng hạn bạt vương thiên bằng vương phân biệt xuất lĩnh 200 vạn quân đội, theo hồng lang lĩnh, thiết xà lĩnh, Tê giác lĩnh ba phương hướng xuất phát, một bên đổ sát chúng ta con dân một bên xua đuổi bọn hắn hướng bên này xuất phát. Bên kia con dân đều điên cuồng hướng câu trần lĩnh trốn đến, không được bao lâu sẽ đến chúng ta bên này. Mà lại phụ cận sơn trong cổ cấp thấp con dân nhận được tin tức, tựa hồ cũng có sao động, đoán chừng rất mau đem hội không trấn áp được, hướng bên này điên trốn trốn tới. Hai vị đại đế sứ giả sắc mặt phi thường ngưng trọng, một khi những cái kia cấp thấp yêu tộc vào tới câu trần lĩnh phụ cận, đối với bên này quân đội chính là chí mạng bản thân bên này sĩ khí thấp, vạn tộc không cùng tâm, trơ mắt nhìn xem chính mình tộc nhân bị tàn sát, những này chủng tộc quân đội tuyệt đối phải điên cuồng. Một khi không cách nào khống chế, này một ngàn vạn hơn đại quân có cùng không có đều không có khác biệt. Phượng nghe sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong dự liệu, giang giật nếu như ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến, lúc trước hắn cũng vô pháp giành được như vậy hoàn mỹ. Nàng không có mở miệng, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy cúi thấp xuống mí mắt an toạc, thỉnh thoảng nâng chung trà lên tiểu nhấp một cái. Nàng vân đạm gió nhẹ uống trà, câu Trần Vương cùng hai cái đại đế sứ giả lại gấp ghê gớm. Nhưng người nào cũng không dám mở miệng cắt ngang phượng Nghê trầm tư, chỉ có thể ở đại điện bên trong đứng ngồi không yên cùng đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ngay tại câu Trần Vương không đợi được kiên nhẫn, muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Phượng Nghê rốt cục dơ lên mí mắt, khẽ hé môi son nói chuyện, các người riêng phần mình triệu tập quân đội, sau đó đem tất cả quân đội kéo đi Tây Vực. Cái, cái gì, câu Trần Vương coi là nghe lầm, cùng hai vị sứ giả liếc nhau, xác định ba người đều không nghe lầm. Câu Trần Vương đầu lắc cùng chống lúc lắc, liên tục nói ra, không được, không được. Chúng ta không thể rời đi Đông Vực, chết cũng không rời đi. Rời đi Đông Vực, bảo Long Vương bọn hắn tự xưng bá Đông Vực, Đông Vực vạn tộc sẽ bị thiết huyết chèn ép. Một khi bọn hắn chiếm ổn địa bàn, Đông Vực liền là bọn họ. Câu Trần Vương bọn hắn cả một đời đều không có cơ hội trở về, coi như trở về cũng sẽ bị bạo long vương bọn hắn nhẹ nhõm xử lý. Câu Trần Vương trong tiềm thức còn tưởng rằng, Phượng Nghê muốn để bọn hắn đi đầu quân còn lại đại đế. Cùng lúc nào đi Tây Vực làm tôn tử, bị bên kia chủng tộc xa lánh chèn ép, hắn không bằng tại Đông Vực oanh oanh liệt liệt chiến tử. Ngu xuẩn, Phượng Nghê lạnh giọng nói ra, cũng không phải sẽ không tới, mà lại chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Cái này gọi lấy lui làm tiến, chỉ cần bảo tồn này một ngàn vạn hơn quân đội, chúng ta tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi giờ phút này đông vực loạn thành dạng này coi như cho bọn hắn lại như thế nào thời gian ngắn bọn hắn không chỉ có không khống chế được thế cục ngược lại sẽ sứt đầu mẻ chán còn có các ngươi quên đi làm điều lĩnh bên kia vài ước yêu tộc coi như kia vài ước yêu tộc tiến vào bắc vực thần nghe đại đế không thể phái binh giết chúng ta có thể phái binh giết đến lúc đó bọn hắn bên này thế cục loạn thành nhất đoàn nha chỉ có thể chia binh trấn áp bên kia lại không thể không phái binh tiếp ứng chúng ta tự vì lúc có thể xuất kích không nên quên quân đội của chúng ta tùy ý có thể tại Nam vực Tây vực Bắc vực hành tẩu, bọn hắn có thể làm sao cho ta hai tháng, ta nhất định có thể mang các ngươi giết trở lại tới. Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả trầm mặc, nhất là hai vị sứ giả việc này nhưng làm không được chủ, bọn hắn chỉ có thể ra ngoài đem hiệu chung hai bên tộc trưởng cho gọi vào đây, đem phượng Nghê mệnh lệnh truyền đạt xuống tới. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong hò hét ẩm ý, toàn bộ tộc trưởng trần chờ bất định, phượng Nghê đang ngồi yên lặng, chờ đợi mọi người thương nghị kết quả, Tại một canh giờ sau, nàng hơi không kiên nhẫn đứng lên nói, tốt như vậy, muốn theo ta rời đi lập tức trở về đi điều binh, muốn lưu lại cùng bạo long vương bọn hắn chết khiêng, các ngươi lưu lại tốt, bản công chúa không có thời gian chờ các ngươi tại cái này ầm ý. Không được bao lâu, bạo long vương bọn hắn đại quân liền sẽ tới, ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ xuất phát, đi tây vực. chương 1793, Thần Lai Chi Bút Có dị động, Giang giật tại mấy canh giờ sau phát hiện vấn đề, đối phương quân đội động. Bất quá để hắn nghi ngờ là đối phương quân đội không có hướng ra phía ngoài đi, mà là hướng bên trong đi, hướng câu trần thành phương hướng thối lui. Tình huống như thế nào? Không bao giờ giang giật không mò ra phượng nghe xáo lộ, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Còn không dám đi loạn, sợ đối phương các loại bố trí hội bại lộ thân phận của mình. Đang đợi sau hai canh giờ, giang giật ngồi không yên, hắn bắt đầu lặng yên tiềm hành. Bất quá không dám vào câu trần lính, mà là vây quanh câu trần lính bôn tẩu, nhìn xem còn lại phương hướng quân đội một đường bôn tẩu hắn phát hiện câu trần lĩnh phía ngoài quân đội toàn bộ rút lui hẳn là đều hướng câu trần thành tụ tập chuyển mấy trăm vạn lý hắn không chịu nổi nội tâm kinh nghi cuối cùng quyết định mạo hiểm đi câu trần thành tìm tòi hắn tiềm hành tốc độ rất chậm một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bại lộ hao tốn mấy canh giờ hắn rốt cục đến câu trần thành phụ cận lạng yên dò xét một lần sắc mặt của hắn thay đổi bởi vì ngoài thành mặc dù có quân đội nhưng này ta quân đội vô cùng ít ỏi, nhiều nhất chỉ có 100 vạn, liên quân bên này hơn 1.000 vạn quân đội không cánh mà bay. Lui, loại tình huống này, giang giật không thể không cẩn thận, vạn nhất những đại quân kia đường vòng đi bạo Long Vương bên kia bắt đầu quyết chiến đâu hắn phải đi hiện trường chỉ huy đại chiến. Chỉ là, chờ hắn hao tốn mấy canh giờ chạy tới một đội đại quân phụ cận, nghe trinh sát hồi báo sau lại trợn tròn mắt. Phương viên mấy trăm vạn lý căn bản không có bất luận cái gì quân đội, hết thảy đều không thể bình thường hơn được đi đâu giang giật trong con người quang mang lấp lóe không ngớt hắn một bên triệu tập trinh sát đi bốn phía dò xét một bên rơi vào trầm tư tại sau nửa canh giờ hắn vỗ đùi hoảng sợ nói chẳng lẽ chẳng lẽ bọn hắn chạy trốn cái gì chạy trốn bỏ chạy cái nào bảo long vương ngay tại bên cạnh hắn thủ hộ nghe được giang giật dò hỏi giang giật cũng không phải là rất xác định nói ra nếu như ta không có đoán sai quân đội của bọn hắn có thể đi nam vực hoặc là tây vực Bên này khoảng cách Tây Vực gần nhất, đi Tây Vực khả năng hội lớn hơn. Không thể nào, Bạo Long Vương có chút hoài nghi nói ra, quyết chiến còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua đều không nhất định, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy chạy trốn từ bỏ bọn hắn tộc đàn, từ bỏ đông vực câu Trần Vương cùng kia vạn tộc tộc trưởng hội cam tâm. Không bao giờ giang giật không có tình báo chuẩn xác, hắn cũng không dám xác định, càng muốn không rõ. Sở dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi trinh sát hồi báo, bên này đại quân tiếp tục xua đuổi yêu tộc tiến vào câu Trần Lĩnh, trinh sát không ngừng hồi báo tin tức. Báo, mấy canh giờ sau, một tin tức hồi báo, câu Trần Thành bên trong 100 vạn quân đội bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn, chia mấy trăm cỗ quân đội. Mỗi cái quân đội chỉ có hơn mấy ngàn vạn không giống nhau, bôn tẩu phương hướng hoàn toàn là không cố định, ngược lại là không có hướng bên này quân đội vị trí chạy trốn. Giang giật nhức cả trứng, quân địch chủ lực hành tung bất định, cái này trăm vạn quân đội lại phân tán đào tẩu, hắn là truy sát vẫn là không truy sát, coi như truy sát có thể truy sát bao nhiêu. Xác định câu Trần Thành bên trong không có quân đội về sau, Giang giật hạ lệnh toàn quân ngừng hành động, tiếp tục xua đuổi những này yêu tộc đi câu Trần Thành, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tập kết quân đội, Giang giật rất nhanh ra lệnh, đem kia mấy trăm vạn quân đội cất vào không gian giới chỉ. Hắn mang theo bạo Long Vương bọn hắn nhanh chóng bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm địch quân chủ lực, lại xác định phía sau hành động quân sự. Mấy canh giờ sau, Giang giật rốt cuộc biết địch quân chủ lực đi đâu hắn cùng bạo long vương bọn hắn bắt được mấy cái đảo binh bên trong tướng lĩnh khảo vấn phía dưới xác định quân địch chủ lực toàn bộ đi tây vực thật bỏ chạy tây vực bạo long vương ba người vẫn là không dám tin không nghĩ ra vì sao câu trần vương bọn hắn muốn từ bỏ đông vực từ bỏ bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân đi xa tây vực cái này đại quyết chiến đều không có bắt đầu bọn hắn làm sao lại đem đông vực chắp tay tương nhượng giang giật không có tiếp tục dò xét đã khảo vấn bốn năm cái quân địch ban thưởng tin tức này tuyệt đối không phải tin tức giả liền xem như tin tức giả phượng nghê nhiều nhất là mang theo chủ lực đi trước tây vực lại vòng trở về đánh mọi người một trở tay không kịp hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư phượng nghê sẽ không như thế nhanh nhận thua nàng mang đi quân đội trên thực tế là một cái cực kỳ tốt phá cục chi pháp giang giật xua đuổi yêu tộc đi câu trần thành cái này hoàn mỹ mưu kế bị nàng nhẹ nhõm phá sạch chính như lần trước câu trần vương cùng hai cái đại đế sứ giả mang binh đuổi giết bọn hắn đồng dạng song phương mục tiêu đều là đối phương quân đội mà không phải đối phương yêu tộc con dân lần trước câu trần vương bọn hắn liền không có quá nhiều chém giết thanh linh bộ hạ cũ yêu tộc cho nên đối phương quân đội chạy trốn giang giật đương nhiên sẽ không để bạo long vương bọn hắn tiếp tục đột sát như thế không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại kích thích chúng nộ thay đổi có thể dẫn đến quân đội mình bất ngờ làm phản phiền toái giang giật rất nhanh phát hiện phượng nghe chỗ cao minh mang theo chủ lực đại quân đi thẳng một mạch tùy thời có thể dùng trở về tùy thời có thể dùng đi công kích phía sau bọn họ kia vài ước yêu tộc lớn như vậy đông vực chắp tay nhường cho, giang giật có thể không cần, nhưng thanh linh bộ hạ của các tộc tộc trưởng khẳng định sẽ tâm sinh tham nghiệp, đoán chừng bạo Long Vương đều nghĩ hồi trở lại Long Cốc đi. Một khi lên tham nghiệp, nghĩ chiếm cứ các đại phúc địa bí cảnh cùng tài nguyên, bên này liên quân khó tránh khỏi trong hội loạn. Coi như thời gian ngắn hắn có thể đè ép được, giống như Phượng Nghê một mực không mang binh trở về đâu bên này các tộc khẳng định không chấn áp được. Còn có, trốn trăm vạn quân đội, đây đều là từng cái cái đinh A, không thanh lý bọn hắn có thể sẽ không ngừng khởi xướng tiểu quy mô công kích dẫn đến bên này không cách nào sống yên ổn thanh lý bên này đại quân thế tất yếu phân tán quân đội phân tán dễ dàng tụ tập lại lại khó khăn tâm một khi tản lại vặn đến cùng một chỗ tự khó khăn lợi hại quả thực là thần lai chi bút a càng nghĩ giang giật càng cảm thấy phượng nghê là một thiên tài một nữ tử thế mà có thể có như thế lớn lòng giả cùng khí phách nói đi là đi cái gì cũng không cần bực này chiến lược ánh mắt đúng là đáng sợ a à mặc dù biết đối phương chiêu này rất lợi hại nhưng giang giật trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào đối phương trốn vào tây vực không có việc gì a à, hỏa hồ đại đế chắc chắn sẽ không phái binh giết bọn họ ở trong đó còn có bộ phận quân đội vẫn là hiệu trung hỏa hồ đại đế lại nói kia ba bên cạnh liên hợp lại vì chính là đối phó thanh linh bộ hạ cũ mà ba vị đại đế muốn nhất diệt đi liền là thanh linh bộ hạ cũ giang giật bọn hắn cũng không dám ra đông vực bất luận đi cái kia vực bên này quân đội đều sẽ bị vô tình chém giết không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đã truy sát không được, vậy chỉ có thể trước khống chế thế cục lại nói, kia vài ức yêu tộc không thể tiếp tục hướng làm điều lĩnh đi, dễ dàng như vậy bị Phượng Nghê triệu tập một đội quân diệt đi. Hắn trầm ngâm nửa canh giờ, đem quân đội toàn bộ phóng xuất hạ lệnh. Hắn đầu tiên là để thiên bằng vương bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin, cho kia mang theo vài ức yêu tộc tiến lên trăm vạn quân đội, để bọn hắn mang theo vài ước yêu tộc hướng Long Cốc Phương hướng di chuyển tiếp lấy hắn để thiên bằng vương triệu tập trinh sát toàn bộ lưới tản ra dò xét, đem toàn bộ đông vực đều khống chế ở trong tay chính mình. Mặt khác hắn để bạo Long Vương mang theo 200 vạn quân đội, bắt đầu thanh lý kia đào tẩu trăm vạn liên quân, mặc kệ muốn hay không chiếm lĩnh đông vực, cũng không thể để cái này trăm vạn đại quân lưu lại, những này cái đinh thế nhưng là tùy thời có thể cắn ngược lại bên này mấy cái. Hắn còn để hạn bạt vương mang binh đem kia vài tỷ yêu tộc khống chế lại, khống chế tại một chút sơn trong cổ. Những này yêu tộc không giết có thể, nhưng không thể để cho bọn chúng đi loạn, đem đông vực làm rối loạn. Hô hô, các loại mệnh lệnh được đưa ra, các lộ đại quân bắt đầu hành động, giang giật thật dài phun ra mấy hơi thở, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mê mang, sau này đường muốn làm sao đi đâu. chương 1794, phân địa bàn. Thời gian trôi qua hai ngày, toàn bộ đông vực đã toàn bộ bị thanh linh bộ hạ cũ cho hết khống chế. Giang giật ngồi tại câu trần thành, ngồi tại lúc trước phượng nghe ngồi cung điện kia, tấm kia vị trí bên trên phi thường đau đầu. Kia hơn một nghìn vạn quân đội đã chứng thực đi Tây Vực, ngay tại Tây Vực cùng đông vực biên giới Kim Lân dãy núi đóng quân. Nguyên bản Kim Lân dãy núi có một cái rất lớn chủng tộc, Kim Lân tộc. Đại quân trôi qua về sau, hỏa hồ đại đế sứ giả trực tiếp để Kim Lân tộc dọn đi, để đại quân nhẹ nhóm đóng trại. Còn điều tập đủ loại vật chất cung ứng, ăn ngon quát tốt đợi, tựa hồ chuẩn bị lâu dài ở. Vài tỷ yêu tộc toàn bộ bị khống chế tại câu trần lĩnh phía tây mười mấy cái sơn trong cổ, hạn bạt vương lưu lại 50 vạn quân đội, cũng mặc kệ cái này vài tỷ yêu tộc sẽ hay không nội đấu, dù sao dám xông ra phụ cận sơn lính, giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh sớm đã truyền đi đông vực đông bắc một bên, bên kia trước kia lưu lại 100 vạn quân đội hộ tống kia vài ức yêu tộc, giờ phút này quay đầu hướng long cốc phương hướng xuất phát. Giang giật không yên lòng, để thiên bằng vương mang theo trăm vạn đại quân, dùng thiên hàn châu chứa tự mình đi hộ tống. Bạo Long Vương mang binh đi tiêu diệt toàn bộ đào tẩu trăm vạn quân đội còn chưa có trở lại, cái này tiêu diệt toàn bộ khá là phiền toái, cần hao phí thời gian rất dài. Dù sao kia trăm vạn đại quân chia thành tốp nhỏ, phân tán đào tẩu, cần từng mảnh từng mảnh can quét. Giang giật phái trinh sát ẩn núp đi kim lân dãy núi, đông vực tây vực chỗ giao giới còn mai phục rất nhiều trinh sát, phượng nghe bên kia quân đội một khi có dị động, bên này đem có thể trước tiên biết rõ. Hết thảy đều rất bình tĩnh, loại an tĩnh này lại làm cho Giang giật thật sâu bất an, hắn đã tại bên trong đại điện này ngồi xuống dưới mấy mười ngày, Lông mày của hắn một mực không có giãn ra qua. Ly Hương Nhi đứng ở bên cạnh, có lòng muốn trấn an vài câu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Giang giật tại tòa thành bên trong vô kế khả thi, phía ngoài quân đội lại vui mừng khôn xiết, những này yêu tộc quân sĩ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, càng sẽ không suy nghĩ ẩn hoạn sau lưng. Theo bọn hắn nghĩ, cửu đại nhân mang theo bọn hắn phản công, mang theo bọn hắn xua đuổi yêu tộc, khiến cho Đông vực liên quân không thể không chạy trốn, bọn hắn bên này đại thắng đặc biệt thắng. Đông vực liên quân đều bỏ chạy tây vực, bọn hắn tộc nhân con dân đều bị bên này bắt làm tù binh, câu trần thành long cốc bị chiếm cứ, bạo long vương còn mang theo đại quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ. Trinh sát hồi báo, toàn bộ đông vực đều không có đại cổ quân đội, đông vực toàn bộ là bọn họ, đây không phải đại thắng là cái gì. Đã thắng, đông vực là bọn họ, rất nhiều chủng tộc tộc trưởng trưởng lão, tự nhiên không thể tránh khỏi bắt đầu nghĩ đến phân địa bàn. Giang Sơn đánh xuống, các tộc tử thương vô số cường giả cùng quân đội, kết quả cuối cùng vì cái gì không phải là vì chủng tộc kéo dài lớn mạnh sao đã muốn kéo dài cùng lớn mạnh, tự nhiên muốn tốt địa bàn. Mặc kệ một chút tộc trưởng có hay không tư tâm, vì mình chủng tộc kéo dài lớn mạnh, bọn hắn đều không thể không treo lên tính toán nhỏ nhặt, bắt đầu nghĩ đến làm sao chia địa bàn, làm sao chia tài nguyên bí cảnh cùng phúc địa. Đương nhiên, còn có là có rất tộc trưởng các trưởng lão rất thanh tình, biết rõ đông vực liên quân chủ lực không có diệt phong. Giờ phút này còn chưa không phải phân địa bàn thời điểm, ai biết bên kia có thể hay không lập tức phản công tới. Bọn hắn thanh tình, thủ hạ tộc nhân lại cũng không thanh tình. Nhất là các tộc thế hệ tuổi trẻ, người trẻ tuổi kinh lịch sự tình không nhiều, ánh mắt tự nhiên không dài xa, chỉ lo cùng lên trước mắt lợi ích. Cũng may giang giật tỏa chấn câu trần thành, hắn đối với thanh linh bộ hạ cũ tới nói là thần linh tồn tại. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám làm loạn, hắn không lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện rời đi, chớ nói chi là đi đoạt địa bàn. Theo thời gian trôi qua, theo kia vài ức yêu tộc không ngừng tới gần, theo bạo Long Vương lần lượt tin chiến thắng chuyển về, theo tiềm phục tại Kim Lân dãy núi trinh sát tin tức lần lượt chuyển đến, bên kia hơn một nghìn vạn quân đội tựa hồ thật sự định tại Kim Lân dãy núi thường trú, các tộc lần nữa nội tâm lưu động, sóng ngầm nước cuồn cuộn. Nửa tháng sau, Thiên Bằng Vương mang theo ức vạn yêu tộc chạy tới Long Cốc, bạo Long tộc con dân lần nữa vào ở Long Cốc, còn lại tộc con dân thì tại Long Cốc ngoại chú đâm. Rốt cục có tộc trưởng nhịn không được, liên hợp thỉnh cầu bái kiến Giang Giật, yêu cầu phân địa bàn. Giang Giật không có gặp bọn họ, để Ly Hương Nhi đi gặp bọn hắn. Đám này tộc trưởng cùng trưởng lão ngược lại là cũng không có bị tham lam che đậy hai mắt, chưa hề nói muốn riêng phần mình mang binh chiếm cứ địa bàn, chỉ là uyển chuyển biểu đạt, các tộc con dân đến, luôn không khả năng một mực tại Long Cốc bên ngoài ở lại đi, cũng nên tìm địa phương an trí thoáng cái, không phải. Giang Giật nhất lo lắng sự tình phát sinh, hắn nghe được Ly Hương Nhi hồi báo, hắn chân mày nhíu chặt hơn, hắn không có triệu tập các tộc tộc trưởng, mà là truyền lệnh để Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương trở về. Hạn Bạt Vương một mực tại câu Trần Thành bên trong, Giang Giật cũng không có tìm hắn trao đổi, cùng cái này đại lão thô thương lượng, hắn sẽ chỉ bị hắn tức chết. Thiên Bằng Vương đi theo mấy trăm triệu yêu tộc trở về Long Cốc, khoảng cách bên này không xa, Bạo Long Vương rời đi cũng không xa, tại sao một ngày hai cái đại lão đều chạy về. Ly Hương Nhi, đem tình huống nói một chút, Hạn Bạt Vương Giang Giật cũng kêu vào đây, để Ly Hương Nhi đem tình huống nói rõ, ba vị đại lão trầm mặc, hạn bạt vương qua mấy hơi thời gian sau mở miệng, cửu đại nhân, cái này thiên hạ đánh xuống, các tộc đều bỏ ra to lớn đại giới, bọn hắn muốn phân địa bàn, đây cũng là hẳn là. Dù sao đông vực lớn như vậy, đều là chúng ta, tự phân một chút đi. Ngài khác đừng suy nghĩ nhiều, ta thật không nghĩ quá phận rất nhiều địa bàn, đem chúng ta hạn bạt tộc lãnh địa cho chúng ta là được. Ngu xuẩn, Giang giật nhịn không được thầm mắng một tiếng, hối hận đem cái này ngu xuẩn mang vào thương nghị. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, Thiên Bằng Vương nhìn qua không rõ nội tình hạn bạt vương giải thích nói, phân cái gì địa bàn đông vực thật là chúng ta kim lân dãy núi bên kia hơn một nghìn vạn đại quân liền đợi đến chúng ta tách ra đâu. Người cũng không cần đầu óc ngẫm lại, chúng ta hết thảy bao nhiêu quân đội đông vực lớn bao nhiêu một khi tách ra, bên này mấy vạn, bên kia mười mấy vạn. Giống như kia hơn một nghìn vạn quân đội giết vào đây, chúng ta còn có thời gian tập kết quân đội, Đông vực rất lớn, sơn chiếm hữu mấy chục vạn cái, đại quân theo Nam đi đến Bắc ít nhất cần thời gian nửa tháng. Nếu quả như thật phân địa bàn, quân đội tự nhiên muốn phân tán, đến lúc đó hơn một nghìn vạn quân đội nhẹ nhóm có thể quét ngang toàn bộ đông vực. Quân đội không cách nào nhanh chóng tập kết, giang giật cho dù là thần tiên, cũng vô pháp dựa vào mấy chục hơn trăm vạn quân đội đối kháng hơn một nghìn vạn quân đội. Đúng, đúng, không thể tách ra, tuyệt đối không thể tách ra. Hạn bạt phương nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, đầu hắn mồ hôi lạnh chảy dọc, không ngừng nói ra, tuyệt đối không thể tách ra, ai dám mang binh rời đi, lão tử làm thịt hắn. Tể, Giang giật lãnh mâu quét qua, trầm giọng nói, bên ngoài có hơn 40 tộc trưởng, thủ hạ bọn hắn quân đội cộng lại có hơn 100 vạn, người toàn bộ đi làm thịt đi. Đây là đã đứng ra muốn phân địa bàn, những cái kia không có đứng ra có bao nhiêu bằng không ngươi đi đem kia mấy trăm vạn quân đội đều diệt đi. Phượng nghe chiêu này quá độc, Bạo Long Vương thở ra một hơi thật dài, thở dài, ném ra một cái đông vực, để chúng ta tranh đoạt địa bàn, để chúng ta nội loạn, chúng ta biết rõ là kế lại thúc thủ vô sách, cái này cùng chúng ta năm đó mưu kế cỡ nào giống như A. À. Thời gian ngắn chúng ta có thể chấn áp, nhưng thời gian dài khẳng định không cách nào chấn áp, coi như có thể chấn áp một cái rời tâm quân đội, còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Không thể chấn áp, Giang giật đột nhiên đứng lên, hạ quyết tâm, quát khẽ nói, càng chấn áp càng bắn ngược, lấp không bằng khai thông, đã sớm muộn muốn phân địa bàn, sớm muộn muốn tách ra, vậy liền phân. Bạo Long Vương, đi triệu tập sở hữu tộc trưởng, ta cho bọn hắn phân một chút địa bàn. chương 1795, Đông Vực vẫn là các ngươi. Giang giật không có nói đùa, hắn là thật chuẩn bị để thanh linh bộ hạ cũ phân ra. Chính như hắn nói, lấp không bằng khai thông, phượng nghe cái này xem như dương mưu, hắn năm đó cũng dùng qua chiêu này, mang theo thanh linh bộ hạ cũ chạy trốn, để đông vực vạn tộc tranh địa bàn, chém giết lẫn nhau. Trùng tộc quá nhiều, lòng người khác nhau, một khi liên lụy đến lợi ích, không so sánh trước là huynh đệ còn là chiến hữu, hết thảy sẽ trở mặt. Bắt đầu có lẽ có thể trấn áp, nhưng một lúc sau, các loại oán hận chất chứa cùng mâu thuẫn hội bộc phát, đến lúc đó coi như không ra đại sự, cũng sẽ dẫn đến các tộc ly tâm, đối với liên quân tới nói chính là chí mạng. Đã sớm muộn muốn phân, vậy không bằng tự phân, chỉ ít có thể khống chế, có thể bảo chứng các tộc trung thành, có thể tùy thời triệu tập đại quân giang giật cũng không có đem toàn bộ đông vực cho điểm mà là lựa chọn sử dụng đông vực ở giữa mấy vạn cái sơn lính phượng nghê đem đông vực chắp tay nhận nhau mục đích là cái gì để bọn hắn chia binh a giang giật hết lần này tới lần khác không cho nàng đạt được địa bàn có thể phân binh lại không thể phân hắn dùng long cốc câu trần thành hạn bạt thành bệ ngạn thành làm trung tâm đem phụ cận mấy vạn cái sơn lính phân phát xuống dưới các tộc phân biệt chiếm cứ ngang nhau số lượng sơn lính coi như bạo long tộc hạn bà tộc thiên bằng tộc đều không có thêm một cái sơn lĩnh, khác tiểu tộc ai dám không phục. Đến với long cốc này một ít đỉnh cấp bí cảnh, đại gia tổng cộng có, các tộc tinh anh con em thống nhất bồi dưỡng, tài nguyên cùng hưởng. Cứ như vậy những cái kia tiểu trùng tộc càng thêm không dám nói gì, dù sao liên long cốc nhường lại cho mọi người cùng nhau dùng, bạo long vương đều không có ý kiến, bọn hắn dám có ý kiến gì. Quân đội không phân tán, điểm ấy là nguyên tắc, cái nào trùng tộc dám mang binh hồi tộc trực tiếp diệt sát, đây là giang giật mệnh lệnh, không có nửa điểm có thể chỗ thương lượng. Các tộc vốn là nghĩ đến an trí con dân, phân điểm tài nguyên bí cảnh loại hình. Đã địa bàn phân xuống tới, tài nguyên bí cảnh cùng hưởng, bọn hắn cũng không có gì tốt nghĩ. Phân địa bàn về sau, bạo long vương cùng hạn bạt vương thiên bằng vương ra mặt, đem phượng nghe dụng tâm hiểm ác nói cho các tộc tộc trưởng, để bọn hắn truyền cho các tộc tộc nhân. Cứ như vậy, toàn bộ chủng tộc đều hiểu giang giật dụng tâm lương khổ, đều hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn cũng không có thật thắng, còn chưa tới phiên phân thiên hạ tình trạng. Giang giật hát mặt đen, bạo long vương bọn hắn hát mặt trắng, đem các tộc tộc trưởng nội tâm tham lam toàn bộ đè xuống, một trận nguy cơ bị giang giật vô hình hóa giải. Đương nhiên, đây là tạm thời, theo thời gian trôi qua, các loại mâu thuẫn sẽ còn bộc phát. Các tộc đều có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng tuyệt đối rất khó tổng phú quý. Khỏi cần phải nói, bạo long tộc hạn bà tộc thiên bằng tộc lần này đều có chút bất mãn, cũng may có ba vị đại lão tại, thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần thời gian ngắn không ra vấn đề, vậy liền không có vấn đề. Giang giật bên này chiếm cứ toàn bộ đông vực, ăn ngon uống sướng, có được vô tận tài nguyên. Trái lại đông vực liên quân bên kia, thân ở tha hương, các tộc vài tỷ con dân giờ phút này biến thành tù nhân. Đại quân tại Kim Lân dãy núi bên kia ăn không ngon ngủ không ngon, toàn bộ lòng người bằng hoàng, một lúc sau kia hơn một nghìn vạn đại quân còn có quân tâm cùng sức chiến đấu có thể nói. Sở dĩ Giang giật chỉ cần cam đoan bên này bất loạn, một lúc sau tựu đến phiên bên kia loạn. Phượng Nghê lần này thần lai chi bút cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nàng quên đi một điểm, quên đi Giang giật tại thanh linh bộ hạ cũ vô thượng uy vọng, kia là nhưng so sánh thần linh cùng thanh linh đại đế tồn tại. Đồng thời, Giang giật còn không phải cứ như vậy làm ngồi chờ, hắn bắt đầu an bài một chút câu trần tộc, thiên thử tộc, cửu lê tộc các loại chờ, đại tộc cấp thấp yêu tộc, quan sát từng chàng đồ sát, đồng thời không cẩn thận thông qua bọn nghị luận nói cho bọn hắn một cái cơ mật giang giật chuẩn bị từng nhóm đồ sát đông vực vạn tộc vài tỷ yêu tộc, phải nhổ có tận gốc, đem đông vực vạn tộc triệt để tại thiên yêu giới xóa đi. Sau đó tại giang giật cố ý an bài xuống, những này nhìn đồ sát yêu tộc ngoài ý muốn chạy ra ngoài. Bọn chúng hoảng sợ hướng kim lân dãy núi bỏ chạy, đem những tin tức này mang cho kim lân dãy núi kia hơn một nghìn vạn liên quân, dẫn đến bọn hắn quân tâm bất ổn. Giang giật biết rõ một lần khẳng định không thể có hiệu quả, hắn chuẩn bị rất nhiều đợt, lần thứ nhất mang đến tin tức nói bên này vài tỷ yêu tộc bị giết vài ức, lần thứ hai nói bị giết một tỷ, lần thứ ba mười lăm ức. Giang giật căn bản không tin tưởng Phượng Nghê cùng câu Trần Vương có thể một mực chấn áp kia hơn một nghìn vạn quân đội, giống như Phượng Nghê không có tốt kế sách, tối đa một tháng những quân đội kia tuyệt đối phải bất ngờ làm phản. Phượng Nghê hoàn toàn chính xác rất đau đầu, thân phận nàng tôn quý, nhưng không có tại ứng hỏa hồ ra các vị hoàng tử mời, lại đi phụ cận thành trì, mà là cùng đông vực liên quân ở cùng nhau tại Kim Lân bên trong dãy núi Đồng thời nàng cự không tiếp khách Để hỏa hồ ra các vị hoàng tử hào hứng chạy đến Cuối cùng ngượng ngùng rời đi Nàng ở tại một cái coi như chỉnh tề trong sơn động Đây là Kim Lân tộc tộc trưởng trước kia ở lại địa phương Nàng một đầu tóc bạc có chút phất động Một tấm tuyệt mỹ hương mặt xinh đẹp bên trên bình thản như nước Con mắt là nhắm lại cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì Theo câu Trần Thành rút quân Kia là chuyện không có cách nào khác tốt đẹp cuộc diện bị câu trần vương cùng hai cái đại đế sứ giả chôn vùi giang giật mang theo đại thắng chi thế bắt đầu phản công dưới tay nàng mặc dù có hơn một nghìn vạn đại quân nhưng tinh nhuệ diệt phong còn lại đều là đám ô hợp sĩ khí hoàn toàn không có cho nên nàng bất đắc dĩ mang theo đại quân rút lui bảo tồn sinh lực đại quân rút lui nàng kỳ thật có càng sâu tầng dụng ý cái kia chính là để giang giật bên kia quân đội ly tâm nội loạn chỉ là trong khoảng thời gian này truyền về tin tức mưu kế của nàng lần nữa bị giang giật phá giải giang giật trả lại cho nàng phản kích mãnh liệt gần nhất không ngừng thả ra cấp thấp yêu tộc tới bên này quân tâm vốn cũng không ổn giờ phút này đã đạt tới điểm thấp nhất lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản nàng kỳ thật vì thời có thể dùng đi thẳng một mạch không còn lẫn vào đông vực cái này loạn thất bát tao thế cục không quan tâm câu trần vương đám phế vật này chỉ là tính cách của nàng từ trước mạnh hơn như là đã cùng giang giật đối mặt như thế nào lại bỏ dở nửa chừng nàng một thế uy danh làm sao có thể chôn vùi tại cái này bên ngoài câu trần vương cùng vô số đại tộc tộc trưởng đã đợi dòng dã một ngày một đêm thế cục cấp bách giống như nàng còn không dưới mệnh lệnh đoán chừng rất nhiều chủng tộc muốn mang binh rời đi mang binh có thể đi cái nào tự nhiên là hồi trở lại đông vực đầu hàng bằng không bọn hắn tộc nhân sẽ bị giết sạch sang giật để những cái kia yêu tộc truyền tới một mịt mở ý tứ chỉ cần đầu hàng đem có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua có thể giữ lại bọn hắn tộc nhân kia vài tỷ yêu tộc là này một ngàn vạn hơn quân đội cái một khi toàn bộ bị giết này một ngàn vạn hơn quân đội tồn tại hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tộc cùng gia cũng không có, coi như kéo dài hơi tàn còn sống thì có ích lợi gì. Hô hô, Phượng Nghê thở ra một hơi thật dài đứng dậy, nàng ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt tại câu Trần Vương cùng mấy trăm đại tộc tộc trưởng trên mặt đảo qua, bình tĩnh mở miệng, điểm đủ đại quân, toàn bộ xuất phát, hồi trở lại đông vực cùng thanh linh bộ hạ cũ quyết nhất tử chiến. Quyết chiến, Câu Trần Vương cùng một đám đại tộc tộc trưởng liếc nhau, khóe miệng lộ ra đắng chát cùng thất vọng. Sớm biết muốn quyết chiến, làm gì đợi đến Phượng Nghe xem ra cũng vô kế khả thi a, à, chỉ có thể cứng đối cứng. Chư vị yên tâm, Phượng Loan con mắt màu bạc bên trong sáng lên một đạo yêu diễm ngân quang, phi thường tự tin nói ra, trong khoảng thời gian này, Nghe cũng không có nhàn rỗi, ta đã lặng yên bố trí rất nhiều chuyện, lần này nhất định có thể đại thắng, Đông vực, vẫn là các ngươi. Chương 1796, đại quyết chiến. Hơn một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi ra kim lân dãy núi, nhắm hướng đông vực xuất phát. Tại đến đông vực biên giới thời điểm, câu Trần Vương bọn người đột nhiên phát hiện quân đội nhiều 150 vạn, mà lại cái này 150 vạn đều là phi thường tinh nhuệ quân đội, trong quân cường giả không hiểu nhiều rất nhiều. Cái này, chẳng lẽ liền là phượng nghe công chúa bố trí, câu Trần Vương bọn người tinh thần đại chấn, cái này 150 vạn sinh lực quân không cần phải nói là Tây vực Đông vực Bắc vực quân đội, Bất quá những ngày quân đội hẳn không phải là ba vị đại đế hạ lệnh triệu tập, dù sao ba vị đại đế không có khả năng công khai đi nhúng tay đông vực sự tình, hết thảy đều là phượng nghe đi lặng yên triệu tập, các vực âm thầm ủng hộ. 1.200 vạn quân đội đột nhiên biến thành 1.350 vạn, cái này mới tới 150 vạn quân đội không phải đơn độc thành quân, là tách ra đánh tan tiến vào các quân bên trong. Những cái kia phổ thông quân sĩ không phải là đồ ngốc, lập tức minh bạch phượng nghe dụng ý, cũng nhao nhao sĩ khi phóng đại, cái này 150 vạn quân đội nếu chỉ duy nhất thành quân, một là dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó ba vị đại đế sẽ bị chỉ trích, trên lưng ô danh. Phân tán đánh vào trong quân, dạng này còn có càng sâu tầng dụng ý. Ban đầu hơn 1.000 vạn quân đội quân tâm bất ổn, sĩ khí hoàn toàn không có, đối chiến thời điểm khẳng định hội loạn, không dám công kích tử chiến loại hình. Cái này 150 vạn quân đội thì lại khác, căn bản không biết giang giật lợi hại, một khi khai chiến khẳng định hung tàn như hổ, tại những này quân đội lôi kéo dưới, hơn một nghìn vạn quân đội cũng có thể giữ dội. Đây chính là tấm gương tác dụng, giờ phút này quân đội còn không có đi vào đông vực, sĩ khí liền bắt đầu tăng lên, có thể thấy được lốm đốm. Phượng Nghê lặng yên để các tộc tộc trưởng truyền xuống từng cái cố sự, chuyện xưa phiên bản có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ là hình dung cửu đại nhân bạo long vương hạn bạt vương bọn hắn hung tàn cùng chuyện xấu. Tỷ như cửu đại nhân một ngày muốn ăn mấy trăm trái tim, muốn đem vạn tộc trẻ nhỏ trái tim tươi sống móc ra ăn sống. Tỷ như hạn bạt vương trời sinh tính bạo ngược, thích nhất ngược sát tù binh, một ngày muốn ngược sát một vạn yêu tộc, đều là tươi sống lăng trì mà chết. Lại tỷ như bạo long vương lặng lẽ cùng mấy cái tộc trưởng nói qua, nếu là bên này có quân đội đầu hàng tới, hết thảy lặng yên giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Những này lời đồn dụng ý không cần nói cũng biết, tự nhiên là để này một ngàn vạn hơn quân đội nổi giận, để bọn hắn cảm giác không có đường lui, để bọn hắn cùng chung mối thù, đem bọn hắn trên người lệ khí toàn bộ điều động. Một cái không có sát khí quân đội là không có sức chiến đấu, tại bọn hắn đều hiểu không có đường lui, chỉ có thể tử chiến về sau, những này quân đội sẽ trở nên phá lệ đáng sợ. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, nhẹ nhõm tiến vào đông vực. Giang giật không có tại biên cảnh an bài quân đội, toàn bộ đông vực đều là không đề phòng, hắn chỉ là trôn xuống vô số trinh sát, đếm không hết cái đinh, có thể kịp thời đem tin tức hồi báo đi lên. Để giang giật bọn người kinh nghi bất định là, Phượng Nghê cũng không có phái binh thanh lý những này trinh sát cùng ẩn núp cái đinh. Phượng Nghê quân đội toàn bộ hành tung đều có thể bị trinh sát dò xét đến, trước tiên truyền báo trở về. Phải lớn quyết chiến, Giang giật trước tiên triệu tập toàn bộ quân đội cùng chủng tộc, đem kia vài ức yêu tộc đều hội tụ tại một chỗ, đã phải lớn quyết chiến, hậu phương nhất định phải ổn định. Phượng Nghê mặc cho Giang giật dò xét, ý tứ cũng phi thường rõ ràng, nàng không biết dùng bất luận cái gì mưu kế, trực tiếp đại quân xung kích, đại quyết chiến. Đến loại tình trạng này Giang Giật cũng không có biện pháp, chỉ có hội tụ toàn bộ lực lượng tử chiến, hắn bên này quân đội quá ít, tuyệt đối không thể chia binh, nếu không sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, trực tiếp nghiền ép. Đã không cách nào chia binh, vậy liền không tồn tại cái gì chiến lược cùng âm mưu, quyết chiến trên trận xem hư thực, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhiều nhất tại đại quyết thời gian chiến tranh, hiện trường chỉ huy vận dụng một chút tiểu chiến thuật thôi. Giang Giật lặp đi lặp lại quan sát địa đồ xa bàn về sau, cuối cùng lựa chọn sử dụng một cái đại quyết chiến địa chỉ, cái kia chính là câu Trần Thành cùng Long Cốc ở giữa một cái kỳ dị địa hình. Địa viêm cốc, cái này địa viêm cốc là cái hẻm núi, không phải nói trong hạp cốc có địa hỏa, mà là hẻm núi hai bên hai tòa cự đại sơn mạch bên trong thỉnh thoảng hội phun ra địa hỏa. Những này hỏa diễm không tính quá kinh khủng, nhưng quân sĩ muốn theo bên trong dãy núi xuyên qua vô cùng nguy hiểm, bị địa hỏa phun chúng không chết thì bị thương, chớ nói chi là đại quân. Đã đối phương phải lớn quyết chiến, như vậy cái này quyết chiến địa điểm tự nhiên là giang giật tới chọn. Bởi vì hắn trên tay có vài tỷ yêu tộc, đối phương không đường có thể đi, chỉ có thể dựa theo hắn địa điểm chỉ định quyết chiến. Cái này địa viêm cốc không coi là nhỏ, là hai ngọn núi mạnh ở giữa một cái chỗ chúng khu vực, con đường này là tuyệt đối an toàn, không có địa hỏa phun ra. Đại quân muốn thông qua kề bên này, chỉ có thể theo địa viêm cốc bên trong ghé qua. Đối phương quân đội số lượng là bên này gấp 2, Giang Giật tự nhiên không có khả năng đi chống trải khu vực quyết chiến, cái này hẻm núi là có lợi nhất địa hình. Bên này quân đội sĩ khí tràn đầy, hiểu được hợp kích chiến trận, chiến lực mạnh hơn đối phương, tại cái này trong hạp cốc đối phương tựu không cách nào chiếm cứ quân đội số lượng ưu thế, hoàn toàn có thể trục phê tiêu diệt đối phương quân đội, cuối cùng giành được một trận chiến này. Định ra lớn phương châm, các lộ đại quân bắt đầu hành động, đầu tiên là hạn bạt vương xua đuổi kia vài tỷ yêu tộc đi địa viêm cốc phụ cận. Bất luận quân địch là vòng qua đến đánh, vẫn là xông lại, bọn hắn đều có thể tại trong hạp cốc cùng quân địch quyết chiến tiếp lấy giang giật bắt đầu để bạo long vương dùng thiên hàn châu đem kia vài ức con dân di chuyển bạo long vương tốc độ đầy đủ nhanh thiên hàn châu một lần có thể chứa hơn một nghìn vạn yêu tộc dạng này vừa đi vừa về mấy chục lội liền có thể nhanh chóng đem yêu tộc mang đi để bên này đại quân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau chuyển di địa điểm là hoang vu chi địa bên kia đã không có bất luận cái gì trinh sát thời gian ngắn tùy ý tìm địa phương an trí là được bên này đại quyết chiến không cần thời gian quá dài quân địch tìm không thấy bên này yêu tộc càng không khả năng khắp thế giới phái binh đi tìm, coi như tìm được bên này quyết chiến cũng khẳng định kết thúc. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Giang giật triệu tập quân đội liên tục không ngừng hướng địa viêm cốc tăng binh, tỏ rõ ý đồ nói cho Phượng Nghê quyết chiến địa điểm ở đây. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy dùng cái gì quỷ kế, người bên kia quân tâm quá bất ổn, vẫn là tốc chiến tốc thắng, một trận chiến định sinh tử đi. Phượng Nghê không để cho Giang giật thất vọng, đại quân phương hướng cải biến thẳng tắp sông địa viêm cốc vào tới. Giang giật bắt đầu áp dụng hắn bộ hai kế hoạch, trục phê phóng yêu tộc rời đi. Một lần không có phóng quá nhiều, chỉ là thả mấy ngàn, khiến cái này yêu tộc đi tìm đông vực liên quân, không ngừng truyền giang giật. Ý tứ vẫn là chỉ có một cái để bọn hắn đầu hàng, đông vực nội bộ sự tình, có thể nội bộ xử lý, cần, muốn phân địa bàn chuyện gì cũng dễ nói. Liên là không nên bị phía ngoài thế lực lợi dụng, bị bên ngoài thế lực thúc đẩy. Những này thả đi yêu tộc, dụng ý còn có một cái, bên kia đại quân không có khả năng mặc kệ những này yêu tộc a à những này yêu tộc đều là con dân của bọn hắn tộc nhân mà một khi muốn xen vào bọn chúng những này yêu tộc sẽ liên lụy đại quân giang giật kế hoạch này hiệu quả cũng không lớn phượng nghê đã cho bên kia quân đội tẩy não mà lại những này yêu tộc căn bản là không có cách tới gần đại quân bản trận sớm bị ngoại rộng quân đội cho khống chế sau đó nhét vào đằng sau mặc kệ hơn một nghìn vạn đại quân như một thanh lợi kiếm đâm thẳng địa viêm cốc mà đến nhiều nhất tại năm ngày sau đó đem có thể đến đại quyết chiến, hết sức căng thẳng, chương 1797, sai lầm cấp thấp. Báo, quân địch khoảng cách bên này còn có một ngày đường trình. Báo, quân địch khoảng cách bên này còn có nửa ngày. Địa viêm cốc chỗ sâu, đại quân dày đặc, đao giáp sáng rực, sát khí tràn ngập toàn bộ sơn cốc, từng cái trinh sát không ngừng đem tin tức hồi báo đi lên. Hẻm núi rất rộng, khoảng trường rộng vài dặm, duy nhất một lần có thể song song đi qua một hai vạn người. Giờ phút này trong hạp cốc đều là quân sĩ, quân sĩ phía trên giữa không chung nổi lơ lửng một cỗ chiến xa, Giang Giật An vị tại chiến xa bên trong, Bảo Long Vương ba người cùng Ly Hương Nhi cũng tại. Thời gian đã qua mấy ngày, Hạn Bạt Vương đã sớm đem kia vài tỷ yêu tộc xua đuổi đến hẻm núi Hậu Phương, Bảo Long Vương cũng đem vài ức con dân bí mật vận chuyển đi hoang vu chi địa, liền chờ bên này đại quyết chiến. Vượt quá Bảo Long Vương dự liệu của bọn hắn bên ngoài, Phượng Nghê một mực không có thanh lý trinh sát, bọn hắn đại quân hành tung hoàn toàn bị bên này nắm trong tay các nàng cũng không có chia binh, càng không có khác bố trí, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng hẻm núi vọt tới. Cửu đại nhân, có phải hay không có quỷ kế gì? Bạo Long Vương trần chờ một chút vấn đạo, Ly Hương Nhi cùng thiên bằng vương hạn bạt vương ánh mắt nhìn về phía giang giật, cái sau lại lắc đầu nói các lộ trinh sát hồi báo, đông vực hết thảy bình tĩnh. Mặc dù trinh sát không cách nào tới gần đại quân, nhưng hơn một nghìn vạn quân đội nhất định là có, điểm ấy sẽ không sai. Cho nên đối phương hẳn không có chia binh, liền chuẩn bị tới quyết chiến, về phần bọn hắn có quỷ kế gì không bao giờ ta cũng vô pháp phán đoán. Ừm, vậy liền tử chiến đi, bạo long vương cùng thiên bằng vương liếc nhau, trong mắt chiến ý cao long, quyết định sinh tử tồn vong thời khắc đến, hết thảy đều chỉ xem một trận chiến này. Tầm nửa ngày sau, phượng nghe đại quân đến, hơn một nghìn vạn đại quân đem hẻm núi kia một đầu bên ngoài hoang nguyên toàn bộ chiếm cứ, bên ngoài đều là tuần tra quân đội, bên này trinh sát căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể xa xa dò xét. Phượng Nghê nghỉ dưỡng sức mấy canh giờ, bắt đầu điều quân tiến vào hẻm núi, lần này không có triệu tập quá nhiều, chỉ có 50 vạn, rõ ràng là đến sò xét bên này hư thực. Hạn Bạt Vương, người mang 50 vạn quân đội xuất chiến. Giang giật không có hạ lệnh vận dụng liên quân kia vài tỷ yêu tộc, chỉ là để Hạn Bạt Vương mang theo ngang nhau số lượng quân đội nghinh chiến, đồng dạng nghĩ tìm kiếm bên kia hư thực. Bởi vì địa viêm cốc hai bên dãy núi thỉnh thoảng phun ra địa hỏa, trong hạp cốc nhiệt độ rất cao, không gian dị thường oi bức song phương 50 vạn đại quân đối sông mà đi các loại thần thông lưu quang bay đầy trời bắn về sau, trong hạp cốc không khí càng thêm kiềm chế, đều để quân đội không thể thở nổi. Đối phương cũng là một cái ngụy đế cấp mang binh, hai bên đối công một trận bắt đầu vật lột, bởi vì địa hình tương đối nhỏ hẹp sở dĩ song phương chỉ có mấy vạn quân đội giao chiến cùng một chỗ, phía trước chết đằng sau mới có thể đi theo tiếp tục liều giết. Hẻm núi rất dài, khoảng chừng dài vạn dặm, song phương quân đội đều kéo thành một đầu tuyến, tựa như hai đầu cự long đụng nhau mà đi, lòng đầu rất nhanh đều trở nên nhão nhuẹt, từng điểm từng điểm biến mất. Loại này chiến đấu rất buồn tẻ, cũng rất tàn khốc. Song phương đều là tinh nhuệ, ai cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi, đối phương ngụy đế cấp là câu trần tộc đại trưởng lão, chiến lực cũng không yếu tại hạn bạt vương bao nhiêu. Song phương bắt đầu lẫn nhau chém giết đối phương cường giả, đến đằng sau chỉ có thể quấn quyết lấy nhau khổ chiến. Đại chiến ba canh giờ, Phượng Nghê bên kia trước tiên thu binh, Giang giật đưa tin để hạn bạt vương thu binh, kiểm lại một cái phát hiện hai bên đều tử thương thảm trọng, đương nhiên giang giật bên này chiếm tiện nghi ta, bởi vì có hợp kích chiến trận, chết chỉ có mười mấy vạn đối phương nhưng đã chết hơn hai mươi vạn. vẹn vẹn đi qua hai canh giờ, đợt công kích thứ hai bắt đầu, lần này đối phương xuất động trăm vạn đại quân, giang giật rất quả quyết để hạn bạt vương xua đuổi mấy chục vạn yêu tộc tại phía trước mở đường đi xung kích đối phương quân trận. loại biện pháp này rất vô sỉ, nhưng phi thường hữu hiệu. chiến tranh lệ đến đều là vô sỉ là cao tầng vì lợi ích của mỗi người phát động tầng dưới chém giết, chưa từng tồn tại hèn hạ vẫn là quang minh. Nếu như muốn quang minh lời nói, vậy liền không muốn khai chiến. Sở hữu chiến dịch đều là bởi vì những người thống trị tham lam, bởi vì lợi ích triển khai. Bên này chỉ có thanh linh bộ hạ cũ hơn một ngàn cái chủng tộc, đối phương lại có tam phương thế lực, cộng lại hơn vạn cái chủng tộc, bản thân chàng chiến dịch này cũng không phải là quang minh, là bẩn thỉu. Huống chi đối phương còn có ba vị đại đế âm thầm duy trì, muốn nói hèn hạ, đối phương càng hèn hạ giang giật tại ngắn ngủi nội tâm xoắn suýt về sau hạ quyết tâm chiến tranh đừng để ý đến sách lược chỉ nhìn thủ đoạn chỉ nhìn thắng thua lịch sử luôn luôn bị người thắng sửa tại thiên tinh giới như thế tại địa giới thiên giới là như thế tại cái này thiên yêu giới cũng giống như thế cái này một đại sát khí vận dụng đối phương quả nhiên không thể chống đỡ được đối diện từng mảnh từng mảnh yêu tộc hoảng sợ hướng bên này vào tới bọn hắn công kích đi kia là tàn sát chính mình tộc nhân không công kích đi, cũng chỉ có thể làm mục tiêu sống bị đối phương đánh. Mà lại những này yêu tộc xông lại, bên này quân trận thoáng cái tự loạn, còn thế nào run rẩy Đại quân vỡ tan ngàn dặm bị hạn bạt vương mang binh truy sát đến hẻm núi cuối cùng, trọn vẹn chém giết hơn 10 vạn quân đội. Hạn bạt vương không dám tiếp tục đuổi giết, bởi vì bên ngoài liền là đối phương bản trận, nơi đó thế nhưng là có ngàn vạn đại quân A. Sau trận chiến này, Phượng Nghe bên kia dòng dã qua 10 cái canh giờ mới lần nữa khai chiến, bất quá lần này triệu tập chỉ có 50 đại quân. Quy củ cũ giang giật để thiên bằng vương xuất chiến, xua đuổi 10 vạn yêu tộc mở đường, đồng dạng giết đến đối phương lạc hoa lưu thủy, liên tục tan tác. Một lần, hai lần, ba lần, về sau liên tục tiến công ba lần, cuối cùng đều là thất bại, bị bên này liên tục liên tục chém giết năm 60 vạn quân đội, đối phương rốt cục không còn triệu tập quân đội tiến công. Tại sau mười mấy canh giờ, đối phương đại quân toàn bộ động, hướng về sau mặt rút lui tiếp lấy lượn quanh một vòng lớn, Chuẩn bị theo vòng qua dãy núi công kích giang giật bản trận Cái này dễ xử lý Giang giật để toàn bộ quân đội xuyên qua hẻm núi Đem sở hữu yêu tộc đều xua đuổi đi qua Xong phương đổi một vị trí Muốn công kích giang giật bản trận toàn diện khai chiến Chỉ có thông qua hẻm núi Hẻm núi hai bên đều thỉnh thoảng có thể phun ra địa hỏa Thiên yêu giới không gian rất ổn định Trọng lực rất khủng bố Coi như phong vương cấp đều chỉ có thể bay hơn vạn trượng không chung Phổ thông quân sĩ không thể bay quá cao muốn từ không trung bay qua dãy núi kia phi thường khó khăn cùng nguy hiểm, tốc độ rất chậm, còn dễ dàng biến thành bia sống. Báo, mấy canh giờ sau, trinh sát hồi báo Phượng Nghe bên kia đại quân lại khác thường động. Bên kia thế mà chia binh, lưu lại 400 vạn quân đội ngăn chặn hẻm núi một đầu, còn lại quân đội lần nữa vòng qua đến vây quanh. Tốt, Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương nhận được tin tức về sau, đôi mắt thoáng cái sáng lên, giang giật lông mày lại sâu sâu nhíu lên. Phượng Nghe cái này mưu kế nhìn như rất cao minh, tại giang giật xem ra lại là thật quá ngu xuẩn, căn bản không có nàng trước đó chỉ huy trình độ. Hơn một nghìn vạn quân đội chia binh, nghĩ ngăn chặn một đầu, một đầu khác phòng vây, trên thực tế hai bên đều không trận nổi. Giang giật có thể xua đuổi yêu tộc theo hẻm núi đâm qua, lợi dụng yêu tộc sông loạn đối diện 400 vạn quân đội trận hình, nhẹ nhóm đổ sát. Coi như không đi sông loạn đối diện quân trận, trực tiếp cùng bên này 7,8 triệu quân đội quyết chiến bọn hắn cũng không sợ, lợi dụng yêu tộc xung kích, có thể đại bại đối phương, đây chính là bạo long vương gọi tốt nguyên nhân. Giống như quân địch quan chỉ huy là câu trần vương, hay là tộc khác trưởng giang giật không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp khai chiến. Nhưng đối phương là Phượng Nghê, một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. chương 1798 từ không sinh có. Mặc dù nội tâm kinh nghi bất định, Giang giật vẫn là rất nhanh liền ra lệch, đối phương vòng qua đến chỉ cần 3-4 canh giờ, Giang giật như trần trừ nữa đại quân rất sắp đến hắn không có lựa chọn lần nữa xuyên qua hẻm núi đi công kích kia 400 vạn quân đội, mà là ngay tại miệng hẻm núi bày ra trận hình cùng vòng qua tới 7800 quân đội quyết nhất tử chiến. Hẻm núi chỉ có dài như vậy, bên này nhiều như vậy quân đội cùng yêu tộc tràn vào, sẽ để cho đầu đuôi không cách nào chiếu cố. Vạn nhất kia 400 vạn quân đội gắt gao chặn bên này xung kích, đến lúc đó bên này quân đội sẽ đại loạn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Giang giật trên tay có vài tỷ yêu tộc, đây là bọn hắn lớn nhất ỉ vào, đối phương như nghĩ xung kích bên này bản trận, chỉ có dơ lên đồ đao vô tình đồ sát chính mình tộc nhân, nếu không căn bản là không có cách quy mô công kích. Mà bên này nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào, xua đuổi yêu tộc xung kích đối phương đại trận, một khi đại trận xông loạn, bên này đại quân liền có thể nhẹ nhõm bắt đầu đồ sát, dẫn đến bên kia tan tác, đến lúc đó đại cục đã định. Giang giật bầy ra nửa tháng trận, hắn tỏa chấn miệng hẻm núi, 600 vạn đại quân chia ba cái, bạo long vương ở giữa, hạn bạt vương thiên bằng vương một trái một phải, Đại quân phía trước thì là những cái kia cấp thấp yêu tộc, những này yêu tộc đều thành thành thật thật đứng ở đại quân phía trước một cử động nhỏ cũng không dám, run lẩy bẩy. Bản thân cao cấp yêu tộc đối cấp thấp yêu tộc tự có uy áp, mà lại những này cấp thấp yêu tộc đều bị giết sợ, căn bản không dám đi loạn. Giang giật đem chiến xa cấm chế đóng lại, hắn tự xếp bằng ở chiến xa càng xe phía trên, trên hai chân mang lấy cổ cầm, thản nhiên khải cổ cầm. Tiếng đàn rất dễ nghe, tại thiên lực dao động dưới, truyền lại tại sở hữu quân sĩ trong tai gần 600 vạn đại quân sĩ khí như hồng, giang giật tiếng đàn tựa tựa như sục sôi chống trận, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đây là giang giật nhiều lần dựng đứng chiến thần hình tượng, cố ý thần hóa chính mình, chỉ cần mình tiếng đàn vừa vang lên, những cái kia quân sĩ sẽ nghĩ lên kia mấy lần đại.